Tuổi học trò chắc chắn là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người, nơi chứa đựng cả bầu trời tuổi trẻ nhiệt huyết thanh xuân và cả những rung động đầu đời tươi đẹp. Nếu bạn muốn sống lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy thì mời bạn đến với nữ học bá thân yêu. Nữ chính trong bộ phim này chính là Nam Hướng Vãn, ở độ tuổi 28. Cô ấy là giám đốc nhân sự của một công ty nổi tiếng thế giới nhưng cô cũng là nạn nhân của việc kỳ thị bằng cấp, mặc dù luôn tỏ ra là một người làm chủ cuộc sống. Nhưng trong lòng Nam Hướng Vãn lại đầy lo lắng. Vào một buổi tối nọ, trong lúc cô ấy đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết thì đột nhiên một lúc sau cô bị đưa ký ức trở về 10 năm trước, cho phép cô trở lại năm cuối cấp 3 và đối mặt với lớp 7 mà cô không phù hợp. Khi Hướng Vãn vừa tỉnh dậy thì cô lại không hiểu tại sao mình lại ở trong lớp học. Hiện tại cũng là đang trong giờ thi tổng hợp ban tự nhiên. Về sau Hướng Vãn còn tưởng là đang họp lớp, mọi người ngơ ngác nhìn Hướng Vãn lại tưởng cô ấy bị hâm. Mọi hành động cử chỉ của cô đều làm cả lớp bật cười, đến lúc Hướng Vãn chạy ra ngoài nhìn xung quanh vẫn không hiểu là tại sao. Chỉ biết rằng bản thân cô đã xuyên không về năm 2011, Mỹ Lệ cũng phải chạy theo xem Hướng Vãn có vấn đề gì không. Bỗng dưng có một nhóm học sinh nam đi ra bắt chuyện với Hướng Vãn. Trong đó có Lâm Kiêu Nhiên, là một nam sinh giỏi thể thao và cũng là bạn thân của Nam Hướng Vãn sau này. Hướng Vãn còn phải lấy chiếc bút của một bạn nữ sinh khác tự đâm vào tay mình xem có bị đau không. Cảm giác đau là có thật nên cô đã lập tức chạy về nhà thật nhanh. Trở về nhà thì cô gặp lại người mẹ thân yêu của mình. Từ khi cô có được công danh sự nghiệp trong tay, đã quá lâu cô chưa về thăm mẹ. Nhìn thấy mẹ vẫn là người phụ nữ trẻ trung, cô cảm thấy thương mẹ vô cùng và Hướng Vãn còn nhắc nhở mẹ sau này làm việc ít, thức khuya ít, chăm chỉ uống thực phẩm chức năng. Người mẹ lại tưởng con gái mình đang bị ấm đầu. Tối đó cả hai mẹ con ngồi ăn cơm cùng nhau. Hướng Vãn liên tục khen mẹ mình xinh đẹp và nấu ăn ngon, mẹ cô lại càng thấy con gái mình lạ lẫm hơn. Sau đó trong lúc Hướng Vãn chuẩn bị đi ngủ thì vẫn cứ ngỡ đây là giấc mơ, còn tưởng rằng sau khi ngủ một giấc thì cô có thể quay trở về hiện tại. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì thấy bản thân mình vẫn ở trong quá khứ, vậy là Hướng Vãn quyết định đi tới thư viện để tìm hiểu cách quay về tương lai. Cô nghĩ việc tạo cú sốc mạnh cho cơ thể thì có lẽ sẽ hiệu quả. Cô liền thử ngã người về phía sau thì cô chỉ cảm thấy đầu mình bị đau. Còn người thì vẫn không trở về tương lai được. Đúng lúc bạn học cùng lớp tên là Kiêu Nhiên cũng đang ở đây. Cậu thấy cô như vậy đã tưởng rằng do cô bị cả lớp chế nhạo nên đã nghĩ quẩn. Kiêu Nhiên còn lo lắng tới xem cô có bị làm sao không. Liền bắt gặp cô đang tức tối vì cô không thể quay về tương lai. Nói vậy thì Kiêu Nhiên cũng không hiểu gì. Buổi tối Hướng Vãn trở về nhà định dùng cách bị sét đánh. Nhưng chưa kịp thử thì lại bị mẹ bắt cô phải đi vào nhà. Bà còn nói rằng trước ngày khai giảng thì cô không được đi đâu, chỉ được ngồi ở trong nhà thôi. Sáng hôm sau Hướng Vãn tới quán cà phê gặp sếp Hạng, người đó chính là tổng giám đốc công ty sau này. Hướng Vãn cố giải thích rằng cô bị xuyên về quá khứ và muốn xin làm việc cho sếp Hạng. Cuối cùng sếp Hạng hứa với cô rằng sau khi cô đỗ được đại học Quán Hoa thì sẽ nhận cô vào làm việc. Qua những lời nói ấy đã làm cho Hướng Vãn quyết tâm học hành để thi đỗ đại học Quán Hoa. Hôm nay là ngày tất cả học sinh đến trường nhận lớp. Hai người có thành tích xuất sắc nhất trường là Lưu Vũ Bạch và Chu Thông. Anh đạp xe đến trường mà cũng khiến các nữ sinh đều khen Vũ Bạch đẹp trai, hơn thế họ còn là đôi bạn thân của nhau. Do thành tích học tập đứng top nên đôi bạn thân được xếp vào lớp A2. Khi chạm mắt Hướng Vãn, cô cũng nói với Mỹ Lệ rằng hai người đó học cùng lớp mình. Mỹ Lệ không tin liền đi ra xem bảng danh sách thì cô cũng ngỡ ngàng thấy đúng là như vậy. Ở trong lớp học, thầy Lý tuyên bố danh sách thành viên ban lớp phó. Chu Thông là học sinh đứng đầu toàn thành phố nên được thầy cho lên làm lớp trưởng lớp A2, thế nhưng Chu Thông lại không làm. Còn Trần Thi Dận thì làm lớp phó học tập, vậy mà Hướng Vãn ngồi bên cạnh cứ tưởng bở, đã vậy Nam Hướng Vãn còn ngồi nhầm lớp. Khi thầy Lý bảo Hướng Vãn không có ở trong danh sách thì cô vẫn ngồi lì ở đó, các bạn ở trong lớp đều cười cợt cô. Cho đến khi Kiêu Nhiên chạy ra gọi Hướng Vãn về lớp A7 thì cô lại càng bẽ mặt hơn, vừa về tới lớp A7 thì cả lớp đều đồng thanh gọi Hướng Vãn là sếp Nam, xem cô như một tên ngốc. Sau đó thầy giáo bảo Tăng Kiến Phi đi đến phòng giáo viên gặp thầy, đây chính là nam sinh lúc đầu bị Hướng Vãn tố cáo gian lận và cũng là bạn thân nhất của Kiêu Nhiên. Sau khi thầy giáo rời đi, các anh em tốt của Tăng Kiến Phi đã đi tới hỏi tội Hướng Vãn, nhưng cô vẫn giữ thái độ kiêu ngạo không thèm quan tâm. Kiêu Nhiên không nhịn được nữa, anh lôi cô xoành xoạch khỏi lớp, bắt cô phải đi tìm thầy Lý và chủ nhiệm Trương nói là cô hãm hại Tăng Kiến Phi. Bởi vì lần trước Hướng Vãn đã khiến Tăng Kiến Phi bị trừ điểm, anh còn đe dọa nếu cô không minh oan cho Tăng Kiến Phi thì sẽ không cho cô học tiết sau. Tăng Kiến Phi đến phòng giáo viên, cô Trương bảo rằng cậu gian lận là một lỗi lớn, sẽ bị đuổi học, nhưng cậu căn bản không hề gian lận. Một lúc sau Hướng Vãn bị Kiêu Nhiên kéo vào. Cô đã không nói giúp mà còn thêm dầu vào lửa, giáo viên lại tưởng Hướng Vãn dạo này bị khó chịu chuyện gì. Mà cũng Kiến Phi cũng giận dữ bỏ ra khỏi trường, về đến lớp cô bị các anh em tốt của Kiến Phi trả thù. Trên ghế của cô thì bị đổ đầy cà phê, tuy nhiên Hướng Vãn vẫn không hề quan tâm mà đi đổi chiếc ghế khác ngồi. Vụ việc này cũng đã bị thầy giáo dạy tiếng Anh trông thấy khi thầy vào lớp dạy.
thầy đã cố tình gọi Trương Siêu lên bảng viết bài, sau đó thầy ấy liền mang chiếc ghế dính đầy cà phê ra chỗ của Trương Siêu. Gậy ông đập lưng ông đây mà, 10 điểm cho nước đi này của thầy, thầy bắt cậu ta phải ngồi lên chiếc ghế đó khiến cả lớp phải phì cười. Tiếp đến có một cô gái tên là Khương Đạt Lệnh đến đổ đầy hồ dán lên tóc Hướng Vãn, cô vẫn bình tĩnh di ra bôi lại keo lên áo của Đạt Lệnh. Cô còn vạch trần Đạt Lệnh thích Thẩm Kiến Phi khiến cô ta cực kỳ tức giận, khi lấy xe ra về Hướng Vãn lại phải đau đầu khi bánh xe bị xì hơi. Còn một bên là nhóm Kiêu Nhiên đang thập thò xem trò vui, nhưng chớm vội mừng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Hướng Vãn đã nhờ cô giáo bảo Kiêu Nhiên cho cô mượn xe để đi về. Cũng không thể cãi lại lời cô giáo, bây giờ Kiêu Nhiên phải đi sửa chiếc xe cho Hướng Vãn. Cong Hướng Vãn thì đi ăn mì hưởng thụ, một lúc sau Kiêu Nhiên cũng đi tới. Buổi tối Hướng Vãn trở về nhà thì chê mấy bộ quần áo mà trước kia cô chọn quá trẻ con, bà mẹ đành phải đưa ít tiền cho con gái đi mua sắm. Bà cũng thấy lạ khi con gái mình dạo này ăn nói kỳ lạ, mà gu ăn mặc cũng lạ lẫm. Trong lúc Hướng Vãn đang trên đường mua quần áo trở về thì đột nhiên Hướng Vãn gặp một tên biến thái. Bỗng dưng có một quả bóng ở đâu đập vào đầu tên biến thái, thì ra là của Kiên Niên. Lúc này cô nhận ra cậu ấy cũng có điểm rất tốt, ấy vậy mà sáng hôm sau Hướng Vãn mặc luôn bộ đồ ngày hôm qua đi học. Thầy giáo có trừ điểm kỷ luật thì cũng mặc kệ, cô vẫn ngang nhiên kiêu ngạo đi vào lớp. Trong lúc cô ăn trưa cùng Mỹ Lệ thì Tiểu Vãn mới biết bản thân cô giờ đang đứng hạng sau Lâm Kiêu Niên. Nghe vậy xong thì Hướng Vãn lại không muốn ăn cơm mà tiếp tục vào học bài tiếp. Trong giờ học, đột nhiên Kiêu Niên đứng dậy xin thầy đổi chỗ, mục đích là cậu muốn ở gần Hướng Vãn hơn. Về sau Kiêu Niên cứ liên tục cố tình che chắn không cho Hướng Vãn nghe giảng, cuối cùng cô lại bị thầy giáo bắt viết bản kiểm điểm. Trong lúc cô ngồi viết kiểm điểm trong phòng làm việc của giáo viên thì được thầy hỏi thăm, tại đây cô gặp Lưu Vũ Bạch đang nhận giải cuộc thi môn vật lý. Được biết cuộc thi môn vật lý lần này của Hướng Vãn chỉ được 18 điểm, vừa gặp nam thần Vũ Bạch cô liền không biết giấu mặt ở đâu, đành đi về lớp. Ở trong lớp Lâm Kiêu Niên lại bắt Hướng Vãn phải đọc bản kiểm điểm trước lớp, không ngờ bản kiểm điểm mà Hướng Vãn viết lại giống như đang viết thư thẩm phán Kiên Niên vậy. Anh đã rất tức giận nhưng lại không làm gì được Hướng Vãn. Một lúc sau nhóm Kiên Niên hỏi cô về giải pháp để giúp Kiến Phi quay trở lại lớp học thì Hướng Vãn lại giả vờ đi vệ sinh để tránh mặt. Nhưng Kiêu Niên vẫn đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ. Cô nói rằng mình và thầy giáo Lý không thể giúp được Kiến Phi, nhưng có một người giúp được đó chính là thầy Lưu. Đây cũng chính là ý đồ của Hướng Vãn. Cô nhận ra rằng cách chủ nhiệm của thầy Lý thật ra có vấn đề. Từ mặt dạy học mà nói thời gian thầy ở lên lớp với học sinh chỉ có 40%, thời gian còn lại đều luyện đề. Chiến thuật luyện đề này đối với các bạn lớp A2 thì còn có hiệu quả, còn đối với lớp A7 làm như vậy là đang lãng phí thời gian. Còn từ góc độ của thầy chủ nhiệm thì thầy ấy chỉ biết dạy, không hề đặt ra biện pháp dạy học gì cho có hiệu quả, dẫn tới lớp Hướng Vãn kỷ luật không khí đều rất tệ. Vì vậy cô muốn tìm một giáo viên tốt như thầy Liêu để giúp việc học hành của mình cải thiện hơn. Cuối giờ học Hướng Vãn được phân công trực nhân cùng Kiêu Niên. Cậu ấy đã quét xong hết rồi. Được biết Kiêu Niên mắc chứng sạch sẽ nên anh cũng đã vắt sạch cây lau nhà rồi. Việc này khiến cô đã có suy nghĩ khác về Kiêu Niên. Sau khi Kiêu Niên đi ra ngoài bỏ rác thì cô cũng bắt đầu đi lau sàn. Trở về lớp học thì anh lại thấy bóng dáng của cô đang ngồi chăm chỉ học bài. Đứng ngắm mãi mà Kiêu Niên vẫn không thấy chán. Trong lúc Hướng Vãn đang định đi về thì nơi đây đột nhiên bị tắt hết đèn điện. Bởi vì Hướng Vãn sợ trong bóng tối cho nên cô đã đứng sợ sệt một chỗ. Đã vậy Kiêu Niên còn hù dọa Hướng Vãn một trận, sau đó Kiêu Niên quyết định dắt Hướng Vãn đi về. Mới đầu cô ha oai giả như bản thân mình không sợ, thế nhưng vừa bước chân xuống bậc thang thì cô lại không may bị ngã trẹo chân. Vậy là Kiêu Niên phải cõng cô xuống dưới lấy xe đạp, cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ, anh còn chu đáo quay chiếc xe ra cho Hướng Vãn đi về. Tuy nhiên anh lại không yên tâm để Hướng Vãn đi về một mình nên anh đã giúp cô tận cùng, liệu bọn họ có thể bỏ qua mâu thuẫn trước kia làm bạn bè bình thường hay không? Sáng hôm sau, Kiêu Niên quyết định sẽ làm người tốt cho đến cùng, cho nên cậu đã đến nhà và đèo cô đi học, việc đã khiến Hướng Vãn vô cùng cảm kích cậu. Trong lúc Kiêu Niên và Lý Soái đang tắm và đang nghĩ cách cho kế hoạch đổi chủ nhiệm, những cách mà Lý Soái đưa ra đều rất tầm thường và hầu như không có tác dụng gì cả. Họ nhận ra rằng chỉ còn một cách làm cho thầy giáo Lý tự rời bỏ lớp. Lúc này ở lớp, thầy Lý bảo Lý Soái thu hết bài tập của các bạn mang lên văn phòng cho thầy. Sau khi thầy rời đi, Kiêu Niên lừa gạt Hướng Vãn đi ra ngoài gặp thầy vậy mà cô cũng tin nên đã đi tìm thầy ngay lập tức. Trong lúc cô đi ra ngoài thì Kiêu Niên ra chỗ ngồi âm thầm giấu vở bài tập của Hướng Vãn đi, nhưng không ngờ là cô đã biết trước được ý đồ của Kiêu Niên. Cho nên cô đã cất vở bài tập vào trong tủ lúc trước đó rồi. Trong lúc Hướng Vãn đang mang bài lên nộp cho thầy thì nhóm của Kiêu Niên lại ngăn chặn lại. Cuối cùng cô cũng bị Kiêu Niên cầm vở bài tập đi mất. Sau đó Kiêu Niên mang đống bài tập của cả lớp đưa cho lớp A2 chấm điểm hộ bài kiểm tra, trong đó có cả Vũ Bạch và Chu Đông cùng chấm. Trở về lớp học A7, thầy giáo đứng trên bục giảng tức giận có vài ba câu mắng mỏ các bạn học sinh, tuy nhiên không ngờ là bài tập của Hướng Vãn và một vài người nữa lại ở trong tay thầy Lý.
Kiêu Niên thấy vậy đã vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao mà nó lại ở trong tay thầy được. Có điều thầy lại nói rằng Hướng Nãn làm bài tập không đúng bài nào, khiến cho cả lớp phải bật cười. Trong giờ Hướng Nãn ăn cơm trưa ở canteen thì Kiêu Niên đường đột đi tới hỏi cô tại sao lại lấy được lại bài tập. Trong cuộc trò chuyện của hai người thì cô lại lỡ tay véo má Kiêu Niên, khiến anh ấy cũng không còn cảm thấy tức giận nữa. Trở về nhà, Hướng Nãn lại ngồi tâm sự cùng người mẹ thân yêu. Cô nói ngày Quốc Khánh sẽ được nghỉ 3 ngày để dẫn mẹ đi chơi. Tuy nhiên mẹ cô chỉ nhắc nhở cô chăm chú vào việc học. Bà còn nói cô khi nào con trở thành sếp nam thì đưa mẹ đi chơi. Vậy là bây giờ Hướng Nãn chỉ có thể cố gắng thi đỗ trường Quán Hoa. Vậy thì mọi thứ mới đi vào quỹ đạo. Sau kỳ nghỉ lễ, các bạn phải tiếp tục lên trường đi học. Ngày hôm nay Kiêu Niên ở trên lớp phải ngồi nghe Hướng Nãn nghĩ cách để thay đổi chủ nhiệm. Đó chính là viết phân tích Word để nộp lên trường. Vậy mà Kiêu Niên cũng không hiểu nên anh phải hỏi cô cặn kẽ. Sau khi Hướng Nãn rời đi, Kiêu Niên liền ra mệnh lệnh cho những người anh em điều tra rõ về Word là gì. Buổi tối, đội nhóm của Kiêu Niên ngồi tại quán cà phê bàn về việc tìm ra những khuyết điểm để viết về thầy chủ nhiệm nộp lên ban giám hiệu nhà trường. Hiện giờ Hướng Vãn thì vẫn đang chăm chỉ ngồi học bài. Một lúc sau, cô còn được mẹ mang tặng một hộp bút bi. Tự dưng lúc này Hướng Vãn lại cảm thấy bản thân phải hư một chút mới vui. Bà mẹ không hiểu nổi con gái mình đang nói gì nữa. Ngày hôm sau lớp A2 phải làm bài thi vật lý. Cả lớp sau khi hết giờ thì ai nấy đều cũng cháo một bài khác ở trong ngăn bàn ra. Đến cả lớp trưởng là Mỹ Lệ cũng làm vậy. Trong bữa ăn trưa ở canteen, Hướng Vãn liên tục hỏi Mỹ Lệ mà cảm giác càng thấy Mỹ Lệ khác thường với mọi ngày. Vậy là Hướng Vãn không có tâm trạng để ăn cơm nữa. Buổi tối, Hướng Vãn đang đứng đeo tai nghe để nghe về giảng vật lý ở bên ngoài thì Kiêu Niên đi tới. Mục đích là Kiêu Niên muốn hỏi cô về cách đổi chủ nhiệm. Thế nhưng điều mà cô quan tâm tới bản thân của mình ngay lúc này là cần phải tích cực học tập hơn. Vì vậy cô cũng không hứng thú tới chuyện đổi thầy chủ nhiệm. Ngày hôm sau, Hướng Vãn lên lớp thì nhận được kết quả 49 điểm môn lý. Cô cũng chính là người có điểm số cao nhất lớp. Bởi vì tất cả các bạn còn lại đều bị Kiêu Niên xui khiến là phải thi điểm thấp. Sau đó khi thầy lên lớp lại có lời khen ngợi tới Hướng Vãn. Thầy đã nói những lời khiến cả lớp phải lắng nghe mà buồn bã, nói đến nỗi thầy Lý phải đỏ hoe mắt lại. Trong lòng Kiêu Niên cũng cảm thấy rất có lỗi với thầy, cho nên trong giờ ra chơi, Kiêu Niên liền mang tập bài thi của các bạn tới định đem cho thầy Lý. Tuy nhiên Kiêu Niên cứ ngập ngừng mãi không dám đối mặt với thầy, vì vậy anh đã nhờ thầy Lưu đưa giúp. Một lúc sau, khi anh đi lướt qua Hướng Vãn thì cô cũng đoán ra được trong lòng Kiêu Niên đang cảm thấy rất có lỗi với thầy Lý. Ngày hôm sau, từ ngày hôm nay thầy Lý cũng không được làm chủ nhiệm của lớp A2 nữa. Thay vào đó là thầy sẽ lên làm chủ nhiệm lớp. Một lúc sau, nhà trường tổ chức buổi đại hội chia sẻ cuộc thi vật lý lớp 1-2 toàn quốc. Trong số người đứng lên chia sẻ, chắc chắn là sẽ có học sinh xuất sắc nhất, đó chính là Chu Thông. Cậu ta đã nhiều lần đứng lên đây chia sẻ quá rồi. Cho nên sau lần này cậu lại kiêu ngạo nói với thầy rằng không cần phải gọi mình lên chia sẻ nữa. Trong số người đứng lên chia sẻ còn có cả Hướng Vãn. Tuy rằng điểm số của cô không được cao cho lắm, trước khi Hướng Vãn đứng lên chia sẻ thì có mấy bạn học sinh ở phía bên trên đều cười nhạo nói kháy cô. Vậy là mấy bạn học sinh lại xảy ra cuộc cãi vã hơn thua nhau, chỉ vì Hướng Vãn được điểm số 49 điểm. Thấy ở bên dưới đang hỗn loạn quá nên Hướng Vãn liền lên tiếng khiến cho tất cả mọi người phải im lặng. Cô cứ phát ngôn ra câu nào là trúng hết tất cả điểm yếu của các bạn. Sau những lời nói đó của Hướng Vãn thì cả lớp A2 cùng nhau chạy tới gặp thầy Lý để nói lời xin lỗi chân thành nhất với thầy. Thế nhưng thầy chỉ gặp nói chuyện riêng với hai bạn học sinh là Kiêu Niên và Hướng Vãn. Sau đó thầy Lý còn dẫn hai người tới phòng thầy hiệu trưởng, thầy còn mang há cảo ra cho hai người ăn. Lúc này thì được biết thầy đã nhận được báo cáo phân tích muốn đổi thầy chủ nhiệm rồi. Tuy nhiên thầy Lý hiện sức khỏe không được tốt cho lắm nên cũng có ý định về hưu rồi. Thầy không nói với các em sợ ảnh hưởng tới việc học hành, không ngờ lại bị các em học sinh cho một vố. Kiêu Niên cũng nói ra chuyện nộp giấy trắng là để cho Hướng Vãn được điểm cao nhất rồi xấu hổ. Chuyện báo cáo cũng không nhằm vào thầy mà muốn tăng kiến phi được quay lại học. Vậy là mọi chuyện cũng giải quyết xong, tuy nhiên là bây giờ phải tìm được chủ nhiệm tốt nhất lớp. Buổi tối Hướng Vãn ra cổng trường thì gặp Vũ Bạch. Cậu ấy biết rằng Hướng Nãn bị yếu môn lý nên đã ngỏ lời bổ túc cho cô. Ngày hôm sau, Hướng Vãn ở sân trường đưa chiếc Megapixel 3 cho Vũ Bạch thì được Kiêu Niên để ý. Cho đến khi trong giờ thể dục, Kiêu Niên tranh thủ chạy cùng Vũ Bạch thì liền hỏi mấy câu với cậu ấy khi nãy làm gì với Hướng Vãn. Khi Kiêu Niên ở trên lớp thì anh đứng trên bục giảng đưa ra các ứng cử giáo viên chủ nhiệm cho các bạn lựa chọn, vậy mà cũng chẳng biết chọn ai. Một lúc sau, Kiêu Niên gặp thầy nói chuyện nhờ thầy giúp đỡ mình nói khéo kéo thầy Lưu tới lớp A2 làm chủ nhiệm. Anh phải ngồi nịnh thầy mãi thì thầy mới đồng ý. Vậy là Kiêu Niên lập tức thông báo với cả lớp cùng nhau hợp tác phải ngoan ngoãn chăm chỉ học tập. Đến khi cả lớp được thầy Lưu tới dạy môn vật lý thì ai nấy đều cũng vui mừng. Đã vậy còn rất hăng hái phát biểu trong khi thầy giáo vẫn chưa kịp đọc câu hỏi. Cả lớp cũng rất tích cực hỏi bài với thầy. Trong lúc thầy đang dạy ở lớp khác thì cả lớp A7 cũng lùa nhau sang hỏi bài khiến cho thầy cũng đau hết cả đầu. Đến cái mức mà thầy Lưu phải chạy trốn lũ học sinh này.
cứ ngày qua ngày như vậy. Thầy Lưu còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, đến giờ ăn cơm cũng bị quấy rối. Thầy Lưu sau một tuần làm chủ nhiệm của lớp A7 cũng cảm thấy mệt. Tuy nhiên đổi lại là lớp đó đã có tiến bộ lên rất nhiều. Trong lúc Hướng Vãn đang ngồi học bài ở sân trường, bên cạnh còn có nhóm Kiêu Niên. Ba người đó đều bàn tán về thầy Lưu, Hướng Vãn ngồi bên cạnh liền nói những lời ám chỉ là cả lớp lại sắp có chủ nhiệm mới rồi. Có lúc dùng lực quá mạnh sẽ khiến phản tác dụng, chỉ một câu nói này thôi mà khiến cho Kiêu Niên phải tò mò. Cho đến khi Hướng Vãn đang trên đường đi về thì Kiêu Niên liền rủ cô ấy đi ăn. Trong lúc ăn lẩu, Kiêu Niên liền hỏi Kiêu Niên về chuyện ban nãy Hướng Vãn ám chỉ. Cô cũng bảo là thầy Lưu năng lực dạy tốt thật, nhưng đối phó với mấy đứa kiểu trẻ con như cả lớp A7, ngày ngày theo sát không rời hỏi những câu hỏi giống nhau thì thầy cũng không chịu nổi. Vậy mà đến bây giờ Kiêu Niên mới hiểu ra vấn đề. Ngày hôm sau, thầy đứng trên bục giảng để nhận chức lên làm chủ nhiệm lớp A7. Vì là lần đầu tiên mà thầy đảm nhận làm giáo viên chủ nhiệm, vậy nên sẽ có cả thầy hiệu trưởng và các vị lãnh đạo tới đây để xem xét thầy có làm được chủ nhiệm hay không. Mới vào bước đầu giới thiệu mà thầy đã bị cô phó hiệu trưởng đánh dấu tích. Một lúc sau khi thầy định bật máy chiếu lên để phân tích, thầy lại phát hiện dây điện bị mấy bạn học sinh ở đây cắt đi. Tuy nhiên cũng không thể làm khó được thầy. Thầy đã chuẩn bị dụng cụ kéo cắt và những cuộn băng dính để nối nó lại. Thế nhưng khi thầy đã nối điện xong thì trên màn chiếu lại hiện lên hình con lợn mà nhóm Tiêu Niên khi nãy đã tạo ra. Vậy là thầy cũng cho các em mở rộng tầm mắt luôn. Thầy đã thiết kế ra biểu đồ thành tích cho Lâm Kiêu Niên, bao gồm tất cả thành tích thi cử từ khi vào cấp 3 tới nay, từ bài thi đơn tới thi tháng. Cho tới giữa kỳ và cuối kỳ, thầy đều nói chuẩn hết các thành tích thi cử của Kiêu Niên khiến cho cậu ấy cũng phải thán phục. Tuy nhiên thầy cũng không phải là phân tích riêng mỗi Kiêu Niên, điều này đã khiến cho hiệu trưởng tin tưởng hơn và tất cả các bạn đều phải thán phục thầy. Tiếp theo thầy còn có cả kế hoạch tác chiến thi đại học, đây là phương án học tập mà thầy thiết kế riêng cho cả lớp. Chỉ cần các bạn nghiêm túc làm theo thì thầy bảo đảm mọi người sẽ tăng lên ít nhất 20 điểm. Nghe vậy cả lớp liền trầm trồ và vui sướng, các lãnh đạo ở phía dưới cũng rất đồng tình. Ngày xưa thành tích của thầy cũng không kém phần đứng top 3 của trường, tất cả các bạn đều vỗ tay hoan nghênh đón nhận chủ nhiệm, điều này đồng thời cũng đều là ý của Hướng Vãn. Ngày hôm sau, Hướng Vãn đang ngồi ăn cơm trưa thì đột nhiên Kiêu Niên đi tới sừng sổ nói chuyện với cô. Chỉ vì cô cứ âm thầm làm mọi chuyện mà không nói gì với cậu, buổi tối Hướng Vãn đang đứng ở cửa hàng tạp hóa thì Vũ Bạch chạy tới nhạt vở cho cô. Đã vậy cô còn được Vũ Bạch mua nước cho uống nước, thế là khi Hướng Vãn trở về nhà thì liền xin mẹ tiền để mời Vũ Bạch đi ăn. Cũng là vì Vũ Bạch đã giúp đỡ nhiều cho cô trong học tập. Dù sao thì cô vẫn phải mời cậu ấy đi ăn một bữa, buổi tối ngày hôm sau. Hướng Vãn mời Vũ Bạch đi ăn ở nhà hàng Quảng Châu. Trước đó Hướng Vãn còn biết là Vũ Bạch có khẩu vị ăn nhạt nên hôm nay cô cũng tinh tế gọi những món phù hợp cho Vũ Bạch ăn. Trông cậu có vẻ rất ngại ngùng, sau đó câu chuyện của hai người chỉ xoay quanh học tập và thầy chủ nhiệm Ngày hôm sau Kiêu Niên đứng chơi bóng rổ ngoài sân trường thì có các bạn nữ để ý không rời mắt. Cậu cứ ném trúng quả bóng nào là hội nữ sinh đó lại hét lên, trở về lớp học. Thầy đang phân công các đại diện cho các môn học, lớp trưởng vẫn là Mỹ Lệ đảm nhiệm. Còn lớp phó là Lâm Kiêu Niên, đến khi thầy bầu lớp phó học tập thì Kiêu Niên đứng phất dậy bầu cử cho Hướng Vãn, bởi vì cậu thấy khi họp lớp mà Hướng Vãn vẫn còn đang làm đề. Đây cũng chính là tinh thần hiếu học, tuy là bây giờ thành tích của bạn ấy không đủ sức thuyết phục, nhưng Kiêu Niên thấy không gian phát triển của Hướng Vãn rất lớn. Vậy là thầy và cả lớp đều đồng tình. Sau đó cả lớp còn hét lên khẩu hiệu vượt qua lớp 12A2 khiến cho thầy phải chạy ra đóng của vội. Đối với thầy thì cả lớp 12A7 đều là những người giỏi nhất. Cả lớp còn được nhận tin tốt là Kiến Phi đã được nhà trường cho đi học lại rồi. Tất cả mọi người đều rất vui mừng vỗ tay hoan hô. Sau khi tiếng chuông tan học thì ngày mai các bạn cũng được nghỉ lễ dài ngày. Ngày hôm sau Hướng Vãn đang ngồi ở trong nhà học bài thì Kiêu Niên cứ đứng ở bên ngoài đáp hạt vào cửa sổ phòng cô. Anh bắt cô phải đi chơi bằng được. Mãi về sau thì Hướng Vãn mới đồng ý. Một lúc sau Kiêu Niên đứng hình khi thấy vẻ đẹp mỹ kiều của cô, anh chàng này có lẽ cũng đã thích Hướng Vãn mất rồi. Anh còn cố tình không đạp xe tới đây để anh tự đèo Hướng Vãn đi, cả hai đều đi cùng nhau rất vui vẻ. Trước kia Hướng Vãn chưa từng nghĩ là có người sẽ đèo mình đi chơi bằng xe đạp, nói sao cũng phải có mấy xe sang hay BMW kép. Không bao lâu sau thì hai người cũng tới buổi tụ tập của lớp 10A7. Thì ra là mọi người đều đi dã ngoại, khi tới đây rồi mà Hướng Vãn vẫn ngồi học từ vựng. Mọi người phải dụ dỗ mãi thì cô mới chịu chơi. Sau đó tất cả các bạn cùng nhau chơi trò gắp nho, mỗi đội đều có hai người chơi chung. Còn Hướng Vãn và Kiêu Niên thì là một đội của nhau, mọi người đều chơi cùng nhau rất vui vẻ. Gần gũi như vậy thì dường như Kiêu Niên cũng dần thấy thích Hướng Nã hơn, chơi cả buổi chiều thì mọi người cũng đến lúc phải về nhà. Qua hôm nay mọi người cũng trở nên thân thiết với nhau hơn, giờ đây cảm giác của Kiêu Niên đối với Hướng Vãn rất khác, không còn thù địch như trước. Ngược lại còn rất quan tâm cô, hôm đi học lại, đột nhiên ở trường có rất nhiều người mặc trên mình bộ đồ màu cam đi tới trường học.
thì ra đây chính là đội bóng rổ bên trường năm sang đây để thi đấu với đội của Kiêu Niên. Hướng Vãn thấy vậy liền đi lên lớp dặn dò Mỹ Lệ để ý Kiêu Niên giúp mình, vì sợ rằng cậu ấy sẽ lại đi gây sự. Khi Kiêu Niên tới lớp thì đột nhiên hỏi Hướng Nam một câu rất kỳ lạ. Bởi vì cậu hay bắt gặp Hướng Vãn đi cùng Vũ Bạch nên Kiêu Niên cứ ngỡ rằng hai người họ yêu nhau. Cô chỉ lấy chiếc bút của mình gõ lên đầu cậu một cái. Ngày hôm nay cũng chính là ngày đội Kiêu Niên thi chơi bóng rổ cùng trường năm, mà đội bóng trường năm thì lại có tiếng là chơi bẩn bựa nhất vùng. Mới vào trường đã bày tỏ thái độ khinh thường đàn anh Kiêu Niên, buổi thi đấu cũng bắt đầu được diễn ra, tất cả cả bạn học sinh đều đồng loạt kéo đến sân bóng rổ. Hiện giờ cả hai đội đều thi đấu rất hăng say, đội kiểu Kiêu Niên vừa mới vào trận thì đã ghi được 3 điểm. Khiến đội của trường năm rất tức giận, họ chỉ biết dùng lời lẽ để khiêu khích, tỷ số của hai đội dần trở nên sát sao hơn. Đội trường năm thấy không thể thắng nổi đội Kiêu Niên nên đã giở trò chơi xấu trong lúc thi đấu. Trường năm đã nhiều lần xô đẩy các cầu thủ đội bạn, nhưng trọng tài vẫn không tính là phạm luật. Đột nhiên Trương Siêu bị một cầu thủ bên đấy hất văng ra ngoài, may mà có thầy đang đỡ lấy cậu, kết quả là đầu thầy bị đập mạnh xuống đất nên dẫn tới bất tỉnh. Mọi người phải đưa thầy vào phòng y tế, khi cô Trương tới thì thầy cứ cố tình như bản thân mình bị chấn thương nặng lắm. Thầy nói rằng mình bị chóng mặt buồn nôn nên đã nhờ cô Trương tìm thầy Lưu mang cháo tới giúp. Ngày hôm sau Hướng Vãn tới tìm thầy thấy thầy đang hớn hở định lên lớp thì cô đã chặn lại. Cô còn bày kế cho thầy là thầy phải nghỉ dạy ngày hôm nay, làm như vậy để cho các bạn học sinh lo lắng thầy hơn. Mà tình cảm thầy trò cũng khăng khít hơn, thầy nghe thế thấy cũng có lý. Vậy nên hôm nay thầy quyết định sẽ xin nghỉ dạy, ở trên lớp đạt lệnh đã dặn dò cả lớp hôm nay phải biểu hiện thật tốt, thầy đã vì lớp mà bị thương. Cả lớp tuyệt đối không được làm thầy thất vọng, tuy nhiên cả lớp hôm nay lại có cô giáo tới dạy tiếng Anh thay cho thầy Cả lớp thấy thế thì càng thêm lo lắng cho thầy, một lúc sau Kiêu Niên đang đi mua sách cùng với Thi Vận. Mới vào hiệu sách được 3 phút nhưng cậu đã nhắc đến Hướng Vãn rất nhiều lần, làm cho Thi Vận nghi ngờ cậu thích Hướng Vãn, cô còn in ra cả một tập trắc nghiệm tình cảm cho cậu làm. Ở trên lớp A2 thầy Lưu đang báo cho tất cả các bạn là ở trường đang chuẩn bị quay phim tuyên truyền, thầy Lưu đã chỉ định cho Vũ Bạch và Thi Vận làm gương mặt đại diện tham gia quay phim tuyên truyền. Tuy nhiên Chu Thông lại thấy như thế là không công bằng, cậu cho rằng nhà trường không nên dùng tiêu chuẩn hình tượng để lựa chọn, mà phải dựa vào thành tích và cũng muốn làm gương mặt đại diện để quay tuyên truyền. Vừa hay Thi Vận cũng không muốn tham gia nên cô đã nhường cho Chu Thông. Sáng hôm sau, đúng lúc Kiêu Niên đang bắt xe tới trường thì đột nhiên cậu thấy Hướng Vãn đi ngang qua. Nhân cơ hội này, chàng trai liền chạy lên xe đi cùng Hướng Vãn luôn. Đỡ phải đứng đợi bắt xe buýt, khi tới trường học Hướng Vãn cũng không để mình chịu thiệt mà đưa chiếc đạp cho Kiêu Niên tự đi cất, đến giờ tự học buổi tối. Thi Vận không ở trong lớp mà kéo Kiêu Niên ra ngoài hành lang, cô bảo cậu phải làm hết bài trắc nghiệm tình cảm với Hướng Vãn. Cùng lúc đó ở một địa điểm khác của trường, Hướng Vãn cũng hẹn Vũ Bạch ra để đưa máy ghi âm, đột nhiên lúc này cô Trương cầm đèn pin đi soi khắp trường. Cả bốn người đều toán loạn chạy trốn, về sau, khi Hướng Vãn và Vũ Bạch sắp bị cô Trương phát hiện thì Kiêu Niên và Thi Vận đã đi ra giải vây cho hai người họ. Tới đây thì cậu và Thi Vận mới nhận ra hai học sinh ở đây lén lút là Hướng Vãn và Vũ Bạch. Chuyện này không biết phải giải thích thế nào, vì vậy Thi Vận và Kiêu Niên phải kéo người của lớp mình quay về lớp. Sau khi kết thúc tiết học, Thi Vận vội chạy về nhà thì bị đánh rơi tờ giấy trắc nghiệm tình cảm. Đúng lúc đó, Vũ Bạch nhặt được nhưng không kịp đưa trả cho Thi Vận. Thi Vận vừa trở về nhà thì cứ cầm đống tờ trắc nghiệm để tính điểm. Trông có vẻ căng thẳng lắm đây, bố Thi Vận ngồi bên cạnh đút thức ăn cho cũng không chịu ăn, còn Kiêu Niên ở bên nhà thì cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Cậu đứng gọi bao lâu mà không biết, có lẽ nào là anh đang rất nhớ nhung Hướng Vãn lắm đây. Vũ Bạch trở về nhà cũng không quên tờ trắc nghiệm hôm nay anh nhặt được của Thi Vận, rồi cậu cũng tiện tay làm thử luôn. Kết quả là cậu đã bị người bên cạnh làm cho mất tập trung. Mà đối tượng đó chính là Hướng Vãn, Vũ Bạch nhận ra mình đã quá thân thiết với cô làm ảnh hưởng tới việc học. Vì vậy buổi sáng đi học cậu đã cố tình lẩn tránh mặt Hướng Vãn, mặc cho cô có đi theo sau gọi tên Vũ Bạch. Ngày hôm nay thầy chủ nhiệm cũng quay lại lớp dạy học, đầu thầy hiện đang phải băng bó, khiến cho cả lớp phải lo lắng. Đã vậy thầy còn giả vờ với cả lớp là mình bị mất trí nhớ, làm cho cả lớp phải bảo rằng sẽ tự đưa thầy tới bệnh viện khám. Nhưng đây chỉ là trò đùa mà thôi. Sau đó thầy đi ra ngoài một hồi thì dẫn theo cả Kiến Phi vào lớp. Kiến Phi xuất hiện làm cho cả lớp rất vui mừng, thế nhưng cậu đến đây là để chào tạm biệt lớp, vì cậu cảm thấy không còn hứng thú với việc học nữa. Việc này làm cho cả lớp rất thất vọng, đặc biệt là Đặc Lệnh. Cô ấy đã rất tức giận, cô đã thích thầm Kiến Phi từ lâu, giờ cậu bỏ đi làm cho cô rất đau lòng. Kiến Phi tới gặp thầy để làm thủ tục thôi học. Kiến Phi là thấy thế giới bên ngoài rất thú vị, nhân lúc còn trẻ cậu phải ra ngoài một chút. Tuy nhiên thầy lại không đồng ý ký giấy cho Kiến Phi thôi học, thầy chỉ nhắc nhở cậu về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Ở bên ngoài cứ xông pha suy ngẫm kỹ rồi quay về đây bàn lại chuyện, có khi quay lại thì vẫn còn kịp, như vậy thì Kiến Phi cũng vui mừng đồng ý gật đầu đồng ý.
Sau đó anh lại cùng Kiêu Niên đi ra ngoài, vẻ mặt của Kiêu Niên rất căng thẳng, cả hai đang cùng cãi nhau thì đột nhiên Hướng Vãn đi tới. Cô ấy đã ngăn cản việc hai người họ cãi nhau, chỉ còn một cách đó là khiến cho Kiến Phi ở ngoài đời gặp nhiều khó khăn. Lúc đó tự ắt Kiến Phi quay về trường học, buổi tối Hướng Vãn vừa học về thì liền ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Hướng Vãn còn nói ngày mai sẽ đưa mẹ đi mua ít đồ ăn ngon bồi bổ cho mẹ. Tuy nhiên là người mẹ chỉ cần cô con gái chú tâm vào việc học thì hơn, tương lai được vào trường tốt và có công việc tốt. Đến lúc đó thì hãy mua đồ cho mẹ. Ngày hôm sau Hướng Vãn được nghỉ ở nhà nên cô đã tự mình đi ship chăn cho mẹ, không người khách đó lại chính là nhà Kiêu Niên. Vậy mà thang máy ở này lại bị hỏng, cô đành phải leo lên bằng cầu thang bộ. Lúc này Kiêu Niên thì đứng ở trong nhà nhảy nhót. Bỗng dưng anh thấy tiếng gõ cửa, anh tưởng là mẹ nên mới để trần truồng như vậy đi ra mở cửa. Anh vô cùng bất ngờ khi người đó lại là Hướng Vãn. Cả hai đều đứng hình mất 5 giây, sau đó Kiêu Niên phải vội vàng chạy vào nhà thay áo. Mặc áo lên người xong thì anh liền mời Hướng Vãn vào nhà ngồi chơi. Cô cảm thấy trong nhà của Kiêu Niên trang trí rất đẹp, còn có cả chiếc ghế sofa giống như nhà trong tương lai của Hướng Vãn. Cô nói rằng vài năm nữa khu đối diện nhà cậu sẽ giải phóng mặt bằng. Một hồi sau thì cô phát hiện ra thanh niên kia mặc áo ngược, cho tới khi Kiêu Niên chỉnh lại thì vẫn bị ngược. Để không bị quê hơn nên anh còn nói rằng do ở nhà quen mặc như vậy rồi. Đã vậy cô còn thấy tấm hình hồi bé của Kiêu Niên đứng chụp thơm nhau cùng Thi Vận. Anh cũng sợ Hướng Vãn nghĩ gì linh tinh nên đã biện minh bằng cách khi đó mẹ bắt hai đứa chụp như vậy vì thấy nó đáng yêu, chứ anh lại cảm thấy không đáng yêu chút nào. Trở về trường học, Thi Vận sau khi quay tuyên truyền cùng Vũ Bạch thì đã rất nổi tiếng trên các trang mạng. Ai ai cũng đều khen Thi Vận xinh gái và đẹp đôi với Vũ Bạch, thế nhưng Thi Vận lại rất bức xúc về điều này. Trong bữa ăn trưa, Hướng Vãn ngồi ăn cơm cùng Kiêu Niên và vài bạn. Mọi người cứ nhắc tới Thi Vận khiến cho Kiêu Niên rất tức giận. Cô thấy thái độ của Kiêu Niên như vậy thì cũng đừng đột bỏ đi ra ngoài không buồn ăn cơm. Kiêu Niên lại tưởng rằng cô ấy giận mình nên cũng bỏ bữa đi theo Hướng Vãn. Anh cứ liên tục giải thích cho Hướng Vãn nghe, thế nhưng cô lại mải nghe giảng tiếng Anh nên đâu có biết là Kiêu Niên nói gì. Sau đó Hướng Vãn lại đi gặp Vũ Bạch để lấy máy ghi âm về học bài. Kiêu Niên vẫn bám riết lấy cô, miệng liên tục giải thích. Hóa ra là anh sợ những hình ảnh ngày bé mình chụp cùng Thi Vận cũng sẽ phát tán trên mạng. Tuy nhiên là chưa kịp ngăn chặn thì nó đã được phát tán trên mạng rồi. Buổi tối Hướng Vãn trở về nhà cũng lên Weibo xem tình hình những tấm hình đó thế nào. Trông cô cũng cảm thấy lo lắng nhưng lại nói chuyện điện thoại với Mỹ Lệ là chuyện này cũng chẳng có gì to tát, khoảng một tuần là sẽ hết. Ngày hôm sau, Thi Vận vừa tới trường học thì đã bị các nữ sinh trong trường soi mói. Sau đó một vài bạn trong lớp A2 đã đứng lên bảo các bạn mau tìm cách ngăn chặn việc Thi Vận bị bạo hành mạng. Thế nhưng lại chẳng có ai màng đến, mà ai cũng chỉ đâm đầu vào học bài. Trong giờ học tiếng Anh ngày hôm nay, gương mặt của Kiêu Niên cứ thẫn thờ suy nghĩ. Đến khi thầy hỏi đến bài thì Kiêu Niên lại không biết gì. Thầy giáo đã rất hụt hẫng khi thấy học sinh của mình suy sụp tinh thần như vậy. Giờ ra chơi, Kiêu Niên lại quay xuống bàn năn nỉ Hướng Vãn giúp mình điều tra người đã nói những lời khiếm nhã Thi Vận trên mạng xã hội. Thế nhưng Hướng Vãn cũng cần phải biết mối quan hệ của hai người đó là như thế nào. Một lúc sau cả hai người cùng nhau ngồi uống cà phê nói chuyện, Kiêu Niên cũng dùng hết lời năn nỉ Hướng Vãn giúp mình. Nhưng với điều kiện là Kiêu Niên phải dành thời gian chơi bóng rổ để phục vụ cho cô, trực nhật của Hướng Vãn thì Kiêu Niên cũng làm cho cô, việc lấy cơm trưa cũng phải đi lấy cho cô. Những việc trong lớp Kiêu Niên đều phải làm hết, mục đích là để cô yên tĩnh học tập, vậy là Kiêu Niên cũng đành phải đồng ý. Trở về lớp học, Hướng Vãn đưa cho Kiêu Niên một bản hợp đồng, trong đó nội dung sẽ là bên Hướng Vãn hứa trong vòng 3 ngày sẽ giúp Thi Vận tìm ra người đăng bài. Còn bên Kiêu Niên sẽ làm việc lặt vặt của bên cô yêu cầu, điều khoản nếu như bên cô không hoàn thành thì hợp đồng đó vô hiệu. Còn cậu mà không làm theo những yêu cầu của cô thì sẽ bị phạt chạy 10.000 mét trong sân, hay là trong đại hội hét lớn 3 lần câu tôi là đồ ngốc. Ba là dán hợp đồng này cho mọi người biết Kiêu Niên không thực hiện hợp đồng lại lật lọng. Thôi thì Kiêu Niên cũng đành phải chấp nhận ký tên vào bản hợp đồng. Cô cũng nói rằng mình đã có cách để bắt được tên đăng bài kia rồi, vậy nên chẳng có lý do gì để Kiêu Niên từ chối cả. Đến giờ tan học, Hướng Vãn cùng Kiêu Niên đi ăn bít tết tại một nhà hàng rất sang trọng, đồng thời Hướng Vãn cũng đưa cho Kiêu Niên số tài khoản của người đó. Cậu ta là Trương Quy, trung học số 9 lớp 11A4. Hướng Vãn đã hỏi cậu ta vài câu mà cậu ta đã khai hết cho Hướng Vãn rồi, với lại mục đích của cậu ta đăng bài của Thi Vận như vậy là để kéo lượt tương tác. Kiêu Niên thì cảm thấy Hướng Vãn ngoài việc học ra thì việc gì cũng đỉnh, sau đó cả hai người cùng đi tới trường số 9 để tìm gặp Trương Quy. Mới đầu bảo vệ không cho hai người vào, nhưng Kiêu Niên đã nói mình là con trai của thầy hiệu trưởng, còn Hướng Vãn là em gái của cậu, vậy là cả hai người được vào trường. Vừa vào tới trường học thì Trương Quy tự động gọi hai người vào. Hắn ta còn vui mừng khi tưởng rằng sắp có ảnh xấu xí hơn của Thi Vận cho mình đăng. Sau đó thì Kiêu Niên cũng cho hắn một bài học, Hướng Vãn bắt Trương Quy phải xóa tất cả những bài trước 7 giờ. Trương Quy sợ hãi quá nên đành phải đồng ý, đồng thời Hướng Vãn cũng đã ghi âm sẵn lại cuộc trò chuyện.
Vậy là cậu ta cũng không dám làm trái lời của Hướng Vãn. Buổi tối cả cô và Kiêu Niên cùng nhau đi về trường bằng xe buýt. Ngồi trên xe nói chuyện thì mới biết những điều Hướng Vãn khi nãy làm là để đe dọa Trương Quy, chứ không có ghi âm cuộc trò chuyện nào cả. Về tới trường học thì Kiêu Niên bất ngờ gặp mẹ ở đây. Mẹ cậu trông có vẻ rất căng thẳng, đã vậy còn bảo Kiêu Niên tan học thì về nhà nói chuyện với mẹ. Vừa tan học thì Thi Vận liền đi ra cảm ơn Hướng Vãn về chuyện hôm nay. Nhưng hôm nay quá nhiều chuyện nên cô không biết là chuyện nào. Sau đó Thi Vận còn dặn dò Hướng Vãn mới cấp 3 thì đừng nên yêu sớm, vẫn phải xem trọng việc học nhất. Nghe vậy thì cô cũng chỉ cười nhạt một cái vì bản thân cô cảm thấy các bạn chỉ là đám trẻ thôi, vậy thì làm sao có thể yêu đương. Lúc này Vũ Bạch đi qua, cô liền chạy ra hỏi bài Vũ Bạch mà cậu lại không bỏ đi mất. Còn Kiêu Niên vừa mới trở về nhà thì thấy mẹ đang ngồi đợi sẵn. Kiêu Niên định đánh trống lảng thì bà càng căng thẳng hơn, Kiêu Niên đành phải ngồi đàm phán với mẹ. Mẹ hỏi Kiêu Niên có phải đã thích Hướng Vãn rồi phải không? Lên lớp 12 rồi nhưng bà không cấm chuyện cậu chơi bóng, mà chỉ cấm chuyện con trai mình có liên quan tới yêu đương. Vậy là Kiêu Niên đi vào phòng cứ nằm suy nghĩ ngẩn ngơ tới tên của Hướng Vãn. Ngày hôm sau, Hướng Vãn vừa tới lớp thì nhận được thông tin phòng giáo dục sẽ thực hiện hình thức chuyển lớp của 12A2, nói cho dễ hiểu thì thành tích ai có tiến bộ lớn, theo tình hình thực tế của người đó mà xếp tới lớp phù hợp hơn. Vì vậy tất cả học sinh đều có cơ hội tới lớp 12A2 học. Có điều là vừa Hướng Vãn mới đặt mông xuống ghế thì đã sai vặt Kiêu Niên rồi, vậy là cậu ấy cũng phải đứng dậy mà làm theo. Hiện giờ, mẹ Kiêu Niên thì đang tới nhà Hướng Vãn, không biết là hai phụ huynh sẽ đàm phán gì với nhau đây. Ở trường vừa tan học thì Hướng Vãn được đặc lệnh chạy ra cảm ơn, bởi vì cô đang giúp đặc lệnh thực hiện ước mơ ca hát. Bởi vì ở tương lai cô đã từng đọc một bài trên Weibo là đặc lệnh sẽ tham gia cuộc thi ca hát thành công. Sau đó Hướng Vãn lại đi ra nói chuyện cùng Vũ Bạch, mặc cho Vũ Bạch có từ chối. Vậy là Hướng Vãn nghe cách nói chuyện của Vũ Bạch cũng biết cậu đang thích một ai đó. Thực ra thì cậu đang thích Hướng Vãn mất rồi. Hướng Vãn trở về nhà thì đột nhiên thấy trên màn hình máy tính đang bật mà cô lại biết được hôm nay mẹ Kiêu Niên tới đây. Còn Vũ Bạch trở về nhà chưa kịp bật đèn phòng lên đã vội chạy đi lấy tờ trắc nghiệm tình yêu, bởi vì cậu sợ rằng bố sẽ nhìn thấy. Bố mà thấy thì toi đời. Trong lúc Vũ Bạch ngồi nhắn tin cùng Hướng Vãn thì chân tay cứ run lẩy bẩy. Anh quyết định ghi âm lại lời tỏ tình cho Hướng Vãn nghe. Ngày hôm sau, Hướng Vãn ở trên lớp nhận được điểm thi để xét vào lớp 12A2 vẫn không thành công. Thế nhưng cô cũng có tiến bộ hơn những lần trước. Cô cũng đứng xếp hạng 8 trong những số người thi chuyển lớp. Không ngờ vẫn có một người ở trong lớp thấp điểm hơn cô. Kiêu Niên vừa vào lớp thì bất ngờ khi thấy điểm của Hướng Vãn quá cao. Thế nhưng Kiêu Niên vẫn phải đi làm mấy việc lặt vặt cho Hướng Vãn. Thầy Lưu ở trong trên văn phòng cũng bất ngờ khi thấy điểm số của Hướng Vãn. Thầy nói với thầy Lưu là chuẩn bị chào đón Hướng Vãn thôi. Sau đó thầy lại đi tìm Hướng Vãn nói chuyện về quy định giao lưu giữa các lớp. Thế nhưng điều này tất cả là do Hướng Vãn làm ra. Lúc Hướng Vãn ở nhà thì cô đã tìm hiểu nhiều thứ trên mạng xã hội. Cô thấy dạo này có xu hướng nổi trội trên mạng xã hội, cùng lúc đó chuyện của Thi Vận đang nổi. Cho nên cô đã đăng vài thứ liên quan tới quy định giao lưu tới các lớp, với lại còn thêm cả trung học Chu Lễ. Quả nhiên là thầy hiệu trưởng lại thấy. Bây giờ thầy cảm thấy đầu óc của Hướng Vãn thật đúng là không phải một học sinh bình thường. Nói chuyện cùng thầy xong thì cô lại ra ngồi học cùng Vũ Bạch. Cậu ấy cứ đang suy nghĩ không biết có nên cho Hướng Vãn nghe máy ghi âm hay không. Hiện giờ Kiêu Niên đang ở canteen thì nghe thấy một bạn nữ sinh đang nói xấu Hướng Vãn. Thế là Kiêu Niên tức giận đi ra nói thẳng lại vào mặt bạn đó. Mặc dù có Thi Vận ở cạnh thì Kiêu Niên vẫn bênh vực Hướng Vãn. Trở về lớp học, Lâm Kiêu Niên cứ ngồi yên trong phòng bởi vì buổi trưa Hướng Vãn đi học cùng Vũ Bạch, mà trong khi đó Kiêu Niên thì đi mua đồ ăn cho Hướng Vãn. Cô bây giờ phải ngồi dỗ dành Kiêu Niên nguôi giận, sau đó Hướng Vãn còn đưa chiếc máy ghi âm mà khi nãy Vũ Bạch đưa cho cô. Bây giờ cô lại phải đưa cho Kiêu Niên để chứng minh là hai người họ chỉ gặp nhau với mục đích là học bài. Thế nhưng Kiêu Niên chưa kịp nghe thì phải vào giờ học. Định đưa lên nghe thì thầy bắt bỏ xuống. Ngày hôm nay nhà trường lại tổ chức buổi nghe về chiến lược thi đại học. Thế nhưng Kiêu Niên lại ngồi cùng Vũ Bạch. Kiêu Niên phải è hem vài cái thì Hướng Vãn đành phải sang ghế ngồi cạnh Kiêu Niên. Cuối cùng cô thấy ở giữa có khoảng trống nên cô liền bảo Vũ Bạch ngồi lùi sang đó. Kiêu Niên thì cứ liếc mắt nhìn. Đột nhiên ở trong buổi nghe chiến lược thì đặc lệnh bị bắt quả tang bắt megapixel 3. Vậy là cô trường bắt cả lớp A7 phải nộp hết megapixel 3 của cả lớp. Cô cũng thông báo với cả lớp là sẽ tịch thu nó cho tới khi thi tốt nghiệp xong. Thế là chiếc megapixel 3 của Vũ Bạch đưa cho Hướng Vãn còn chưa kịp nghe. Thầy vì tốt cho các bạn nên thầy đã đi năn nỉ cô Trương. Vậy là cô Trương quyết định cho thầy đi vào lớp học kiểm tra megapixel 3 của các bạn. Nếu như trong đó có liên quan đến học tập thì sẽ cho các bạn cơ hội. Tuy nhiên khi vào trong lớp kiểm tra thì thầy đã hỏi Hướng Vãn đầu tiên, có điều là chiếc megapixel 3 đó cô cho người khác mượn rồi. Vậy là thầy đi hỏi các bạn khác thì thấy bên trong toàn là những thứ nhảm nhí. Vậy là cô Trương cũng thông báo với giáo dụ khoảng thời gian này mỗi ngày sau khi tan học. Thông qua phát thanh của trường, phát giáo trình luyện nghe tập thể,
Như vậy tất cả các bạn dù không có megapixel 3 các bạn cũng có thể rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh. Trước khi tự học tối thì tất cả các bạn phải đem các megapixel 3 tới đưa cho cô Trương tạm thời cất giữ cho tới khi thi đại học xong. Đạc Lệnh đứng dậy xin cô đừng tịch thu megapixel 3 của mình, vì trong đó rất nhiều thứ quan trọng đối với cô, thế nhưng cũng không thành, còn Vũ Bạch thì đang ở trong lớp lo lắng. Sợ rằng cô Trương sẽ nghe được lời tỏ tình của mình dành cho Hướng Vãn, còn ở phía Lâm Kiêu Niên đang cố giữ chiếc megapixel 3 cho Hướng Vãn thì cuối cùng cũng bị thầy phát hiện. Buổi tối Vũ Bạch trở về nhà chỉ đứng tìm cách để xin lỗi cô Trương và cầu xin cô không được nói chuyện này cho ba biết. Ngày hôm sau Hướng Vãn vừa tới trường học thì được Kiêu Niên mua cho một chiếc megapixel 3 mới cho cô, thế nhưng cô lại không nhận nó. Đến cả thầy bây giờ cũng đang thử ngồi tập luyện nói chuyện với cô Trương để cho cô khoan dung với các bạn học sinh. Đặc lệnh cũng vội vàng chạy đến cầu xin năn nỉ thầy giúp mình lấy lại được chiếc megapixel 3. Một lúc sau thầy phải mang bánh và cả đồ uống đến cho cô Trương nịnh nọt. Cô Trương có vẻ như đang rất nghiêm túc. Dù thầy có nói thế nào thì cô Trương vẫn giữ vững quan điểm. Thầy còn phải khen cô Trương xinh đẹp. Bằng những lời lẽ cặn kẽ của thầy và một lòng yêu thương các bạn học sinh, bằng lý trí để thuyết phục, dùng tình cảm lay động. Bởi vậy cô Trương cũng cho thầy cơ hội mà cô cũng cần phải xem xét lại việc trả megapixel 3 cho các bạn học sinh. Sau đó thầy liền vào trong lớp học thông báo với tất cả các bạn, chỉ cần thành tích thi tháng sau của các bạn cho các thầy cô sự bất ngờ thì vụ máy megapixel 3 của các bạn sẽ được lấy về. Vừa hay cô Trương lại tới lớp A7 gặp thầy thì ra là Kiêu Niên lại gây ra tội. Là tối qua Kiêu Niên đã mua chiếc megapixel 3 mới mà còn lên phòng giáo viên cháo chiếc đó lấy lại. Vậy là cô Trương quyết định từ giờ không cần tới đội bóng rổ nữa, cho dù thầy có chạy đuổi theo chủ nhiệm Trương để thuyết phục cô. Sở trường của Kiêu Niên chính là bóng rổ, chơi bóng rổ lại chính là ước mơ của Kiêu Niên. Thì cô Trương vẫn một mực xử phạt Kiêu Niên như vậy, thôi thì thầy đành phải đi vào lớp dạy học với tâm trạng buồn bã. Giờ ra chơi Hướng Vãn và Kiêu Niên cùng nhau đi ra nói chuyện riêng, chuyện chiếc megapixel 3 sáng nay cậu đưa cho cô mà cô lại không lấy. Hướng Vãn đã nói là chiếc megapixel 3 đó không quan trọng mà cậu vẫn cố đi lấy. Kết quả là bây giờ cậu không được chơi bóng rổ nữa, sau đó hai người liền cãi nhau một trận. Bởi vì Kiêu Niên thì hành động trẻ con mà Hướng Vãn cũng đã nói trước đó rồi mà cậu vẫn không hiểu. Trong giờ học, thầy giáo gọi Kiêu Niên đứng dậy trả lời nhưng tâm hồn của cậu đang ở đội bóng rổ, sau đó cậu bị thầy Lý mắng cho một trận. Khi cậu xin lỗi thầy cả lớp đều ngạc nhiên với thái độ không cãi lại thầy của cậu. Đến giờ ăn trưa, Kiêu Niên cứ ngồi nhìn thẻ học sinh của Nam Hướng Vãn, cậu còn đi mua cả đồ ăn cho cô ấy. Thế nhưng cậu lại không dám đưa trực tiếp cho Hướng Vãn, mà cậu nhờ Trương Siêu đưa cho Hướng Vãn. Khi Trương Siêu mang đồ ăn cho Hướng Vãn thì cậu mắng mỏ vào mặt cô, tại cô mà bây giờ Kiêu Niên bị đuổi ra khỏi đội bóng rổ. Tuy nhiên Hướng Vãn vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng không quan tâm tới Kiêu Niên, nhưng trong lòng cô thì ngược lại. Buổi tối Hướng Vãn đi tìm Kiêu Niên ở sân bóng rổ để dỗ dành cậu ấy, vừa cô chỉ ra nói được vài câu thì Kiêu Niên cũng nguôi lòng. Sau đó cô còn bảo Kiêu Niên chơi bóng cho cô xem, vừa chơi được một lúc thì anh quay ra không thấy Hướng Vãn đâu. Thì ra là cô đang đứng ở trên nhìn xuống nói chuyện cùng Kiêu Niên. Ngày hôm sau Hướng Vãn cho tụ các bạn để bàn về việc kéo Kiêu Niên về lại đội bóng rổ. Sau đó Kiêu Niên và Hướng Vãn tới văn phòng gặp thầy đàm phán. Nếu như lớp A7 cùng nhau tham gia đại hội thể thao và tham gia 2 trong 3 môn thi thì nhờ thầy xin trường 2 yêu cầu. Thứ nhất là lấy máy megapixel 3 về, thứ hai là để Kiêu Niên quay lại đội bóng rổ. Với tính cách của cô Trương thì với hai yêu cầu sẽ hơi khó, nhưng thầy vẫn đồng ý thử xem sao. Một lúc sau thầy quyết định tới gặp cô Hưng nói chuyện. Chưa nói được câu nào thì cô Trương đã đồng ý với điều kiện đó rồi. Sáng hôm sau, tất cả các bạn trong lớp 12A7 nhận được chiến thư của đội lớp 12A2, ai đọc xong cũng đều rất bức xúc. Trương Sinh định đi xem cậu ta là ai thì bị Kiêu Niên ngăn lại, sau đó Kiêu Niên liền xé nát tờ thư chiến đó đi. Cả lớp đều hô hào lớp 12A7 vô địch ứng chiến hội thể thao, cả trường học đều nghe thấy. Ở bên phía lớp trưởng lớp 12A2 cũng đang đứng dậy xem ai đã gửi thư khiêu chiến với lớp ngông cuồng kia, vậy mà không có ai đứng lên nhận. Ai cũng chỉ đâm đầu vào học bài. Dù cho lớp 12A7 muốn giành được chiến thắng nhưng khi Kiêu Niên kêu gọi các bạn đại diện thi thể thao thì lại chẳng có ai, ai nấy đều lấy lý do cho riêng mình. Còn Hướng Vãn thì cũng chỉ ngồi dành thời gian cho việc học. Kiêu Niên rất tức giận nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng cả lớp con gái có mỗi Mặc Lệnh là đăng ký tham gia. Buổi tối tan học, Mỹ Lệ đang đi cùng Hướng Vãn thì bị Kiêu Niên dọa cho sợ chết khiếp. Mỹ Lệ thì chạy nhanh như chớp. Thì ra đây cũng là chiêu trò của nhóm Kiêu Niên. Trương Sinh kiểm tra thời gian thì được biết chưa đầy 8 giây mà cô đã chạy được 50m. Vậy là Mỹ Lệ bị dụ dỗ tham gia thi thể thao. Ngày hôm sau, không hiểu một động lực nào mà cả đám nữ sinh giơ tay đăng ký tham gia đại hội thể thao. Sau đó thì Kiêu Niên cũng vui mừng đem danh sách tới cho thầy Sau đó thầy liền mang bất ngờ tới cho các bạn. Đó chính là megapixel 3 của cả lớp. Ai nấy đều rất vui mừng,
nhưng chủ nhiệm Trương có điều kiện là Megapixel 3 chỉ dùng để kết hợp cho việc học tập. Sử dụng đúng công cụ hoàn thành chuyện học tập mới là quan trọng. Buổi tối Hướng Vãn trở về nhà nghe chiếc Megapixel 3 đó, được biết Vũ Bạch đúng là nói lời tỏ tình với cô. Nhưng cô chỉ coi như là những đứa trẻ mà thôi. Sau đó cô cũng nhắn tin cho Vũ Bạch để cho cậu ấy yên tâm. Ngày hôm sau hội kiêu niên và các bạn đều chăm chỉ luyện tập thể thao. Còn Hướng Vãn lại đi ra gặp Vũ Bạch để đưa chiếc Megapixel 3 cho cậu ấy. Sau đó Hướng Vãn còn nhắc nhở bố Vũ Bạch không được qua lại kinh tế với đầu tư làm điều. Vũ Bạch cũng gật đầu đồng ý. Kiêu niên lại chạy ra tìm Hướng Vãn thì thấy cô đang đứng nói chuyện cùng Vũ Bạch. Vậy là cả ba người xảy ra cãi cọ nhau. Vũ Bạch cũng bức xúc liền chạy về lớp kêu gọi mọi người tham gia hội thể thao để đối đầu với Kiêu niên. Vũ Bạch phải đưa ra các điều kiện tốt nhất cho các bạn thì tất cả đều đồng thanh đồng ý. Còn ở bên phía Hướng Vãn, vì cô thấy Đặc Lệnh đang lo lắng về vấn đề ngày thi đại hội thể thao, ngày hôm đó Đặc Lệnh phải tham gia thi ca hát, cho nên Hướng Vãn đã ra mặt thay cho Đặc Lệnh. Sau đó Hướng Vãn thử chạy cho các bạn kiểm tra, mọi người đều há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Hướng Vãn chạy rất nhanh. Đã vậy còn chạy nhanh hơn cả các bạn nam. Thật ra hồi còn học cấp 2 Hướng Vãn là vận động viên thi chạy điền kinh đại diện của trường, cho nên chuyện này cũng không nhằm nhò gì với cô. Buổi tối Vũ Bạch ở nhà nhắc nhở chuyện làm ăn của bố về chuyện ngày hôm nay Hướng Vãn đã nói với cậu, thế nhưng người bố lại không tin và còn nghĩ là suy nghĩ trẻ con. Buổi sáng ngày hôm sau Hướng Vãn bị mẹ mắng bởi vì cô tham gia hội thể thao, bà đã rất tức giận về điều này, nhưng Hướng Vãn vẫn quyết định tham gia hội thể thao. Ngày hôm sau Kiêu Niên ở trường học còn bóc sẵn vỏ trứng cho Hướng Vãn ăn, và lại anh cũng biết được chuyện cô gặp thầy nói với thầy là sẽ chịu hết trách nhiệm về mình. Và cả việc nếu như cô có thi được điểm số chuyển sang lớp A2 thì cô cũng không sang đó. Một lúc sau cả hai người đang chạy ở sân trường thì đột nhiên hai người ngã lăn ra. Mặt của Kiêu Niên bắt đầu đỏ lên, mà tim thì đập rất nhanh, thế là anh bị Hướng Vãn trêu cho một vố. Sau đó Kiêu Niên quyết định đi vuốt kiểu tóc cho đẹp trai sáng loáng, chủ yếu là để Hướng Vãn để ý tới anh, thế nhưng cô chỉ mải nhìn vào quyển sách học bài, mà còn ngó lơ Kiêu Niên. Anh cứ lượn vượn ngay trước mặt cô thì cô cũng không nhận ra anh đã thay đổi kiểu tóc. Một lúc sau anh còn cố cúi đầu ngay trước mặt cho cô xem, tuy nhiên là cô chỉ thấy anh phiền hà hơn trước. Bước đi thứ hai là anh cố tình tiếp cận gần gũi với Thi Vận hơn để xem Hướng Vãn có ghen hay không. Kết quả là cô cũng chẳng để tâm gì, Kiêu Niên còn chuẩn bị chu đáo đồ ăn cho Hướng Vãn, mà còn đem cả cuốn bài tập của Thi Vận cho Hướng Vãn để cố tình trêu ngươi cô, có điều cô vẫn chẳng có chút thái độ khó chịu nào. Buổi tối Hướng Vãn trở về nhà thì thấy mẹ cô hôm nay có vẻ hơi kỳ lạ, bà không nói một lời nào với cô cả, mà bà còn để sẵn đôi giày chạy bộ cho Hướng Vãn. Tại vì bà thấy dạo này con gái có bộ môn hay chạy bộ, ngày hôm sau là ngày trường học tổ chức thi thể thao, tất cả các bạn học sinh đều rất hào hứng. Thầy ngày hôm nay còn hóa trang thành Lý Tiểu Long khiến cho cả lớp cũng phải bật cười, sau đó cả lớp A2 và A7 còn đọc khẩu hiệu đấu đầu với nhau. Có điều ngày hôm nay thời tiết không được ổn cho lắm, trời lại đổ cơn mưa khiến cho các bạn phải trì hoãn lại. Hướng Vãn được Kiêu Niên che ô cho cô liền cảm thấy rất vui mừng. Đứng cùng một chiếc ô mà Kiêu Niên chỉ để mắt tới cô ấy, đến khi trời tạnh mưa thì các bạn lại bắt đầu tham gia cuộc thi đại hội thể thao. Ở bên phía Kiêu Niên mở đầu là bộ môn nhảy xà với độ cao là 1m75, sau đó là chạy nhanh 400m. Lâm Kiêu Niên vốn dĩ ở đội bóng rổ thì rất có sức bền, cậu cũng dễ dàng vượt qua bộ môn này. Còn Kiều Kiều thì thay mặt lớp thi bộ môn đẩy tạ. Mới đầu đội bạn tỏ thái độ khinh thường với Kiều Kiều. Kết quả là cô ấy được rất nhiều sự cổ vũ của các bạn ở trong lớp nên Kiều Kiều đã đạt quán quân bộ môn đẩy tạ. Tiếp theo là bộ môn nhảy xa. Trương Siêu chính là người đại diện cả lớp, vậy nhưng hai lần đầu cậu đều nhảy chạm vạch. Kết quả là thua cậu bị rớt ở bộ môn nhảy xa. Tiếp theo là phần thi chạy điền kinh của hai lớp. Bên ngoài khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho hai lớp, cái tên Lâm Kiêu Nhiên được hô hào và nhắc tới rất nhiều. Những con vịt đực của hai lớp đang chạy với tốc độ của một con rùa, còn bên ngoài sân đấu thì huấn luyện viên Hướng Vãn đang đưa ra giải thuyết về cách chạy của Kiêu Niên. Đến vòng chạy cuối cùng thì hai động cơ chạy bằng cơm của hai lớp vặn hết ga đá kịch số để chạy về đích. Kiêu Niên cùng Vũ Bạch đều chạm vào vạch đích cùng nhau khiến cho hai ông thầy cùng các trò chạy tới hơn nhau thắng thua. Sau cùng thì bên tổ trọng tài cùng bên tổ VA thông báo hai người cùng về đích khiến cho hai lớp tính nóng như mùa đông cũng phải ngừng tranh cãi. Một lúc sau Trương Phi đi tìm giày cũng anh bạn cho mượn thì được biết nói đã mọc cánh bay đi khiến cho ông bạn tức giận rồi rời đi. Tiếp theo bây giờ là phần thi chạy nước rút 100m. Cậu bạn mất giày đành phải đi một đôi sneaker trong khi đối thi đều đi giày thượng đỉnh. Khởi động rất chuyện nghiệp cùng với một khuôn mặt toát ra vẻ sở khanh. Lý Soái chạy với một tâm lý bất cần đời. Bên ngoài các bạn cổ vũ như sân đấu ở La Mã khiến cho Lý Khoái mất tập trung rồi ngã úp mặt vào con sông quê. Kết quả thì phải nằm cán rồi mang đến phòng y tế kèm theo lời xin lỗi của món quà tặng kèm Trường Siêu. Ở bên ngoài thì lại tiếp tục với các cuộc thi. Bây giờ là chạy tiếp sức 400m của các nữ học sinh, Hướng Vãn đi ra sân đấu với một phong thế mạnh mẽ.
cô dồn cơ đít hít cơ mông lắp thêm cả motor vào đít để chạy về đích. Cuối cùng ngoài sự mong đợi của khán giả thì Hướng Vãn đã đạt được giải quán quân chờ rồng bộ môn này. Cả lớp 12A7 đều vui mừng chiến thắng, còn đối thủ 12A2 thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn đội bạn giành chiến thắng. Khi ra về vì không muốn bàn đập làm tổn thương chân của Hướng Vãn nên Kiêu Niên đã chở cô về nhà, cả hai người đạp xe kiểu gì mà đến tối mới về tới nhà. Khi Hướng Vãn đi vào nhà thì khoe với mẹ mình được hạnh nhất khiến cho bà rất bất ngờ, liền tặng cho cô con gái một đĩa hải sản nhập khẩu từ chợ lớn. Ngày hôm sau khi Kiêu Niên đến lớp thì thấy vẻ mặt của Đặc Ninh buồn thiêu như bánh đúc. Cùng lúc Hướng Vãn cũng đi tới rồi động viên cô bạn vài lời khiến cho Đặc Ninh từ buồn chuyển qua vui. Cùng lúc đó thì cô Trương cũng đi tới rồi nói ra lời xin lỗi với Đặc Ninh khiến cho cô rất cảm động nhưng không khóc. Để tiếp thêm phần động lực cho cả lớp nên thầy đã cầm chiếc mic cà rô đưa cho Đặc Ninh rồi mời cô hát một bài. Cả lớp ai cũng đu đưa theo điệu nhạc không khác gì chơi đá. Sau bao ngày mong mỏi thì kết quả thi cuối kỳ cũng có, cả lớp ai cũng vui vì kết quả vẫn như lần trước, chỉ có cài là không vượt qua được lớp A2. Khi ra chơi thì Hướng Vãn đi ra gặp Vũ Bạch rồi mượn cậu ta cái megapixel 3 để về dùng tạm. Ngày hôm sau khi vừa vào lớp thì thầy đã báo tin cho lớp, thầy hiện tại đang không được vui nên ngăn cấm học sinh trêu chọc trên mọi hình thức. Sau một thời gian nữa hậu trường sẽ bị tháo dỡ cho nên thầy đã thông báo cho các con giờ chụp ảnh thần đồng sinh tu đi chụp ảnh nhanh khi còn có thể. Nhưng cả lớp hầu như không ai đồng ý về kế hoạch tu sửa lần này của nhà trường. Kiêu Niên đứng lên thắc mắc nhưng thầy chỉ trả lời qua loa vì thầy biết hiện tại không thể làm gì hơn. Giờ ra chơi thì Vũ Bạch sang lớp Kiêu Niên để rủ cậu ra ngoài nói chuyện. Anh bạn Vũ Bạch đang có một kế hoạch muốn Kiêu Niên kêu gọi đồng bọn về để lật đổ chính sách nhà trường. Ban đầu thì Kiêu Niên không đồng ý nhưng Vũ Bạch đã dùng tuyệt chiêu Mỹ Nam kế cho nên Kiêu Niên cũng đồng ý. Cả hai người bắt đầu đi kêu gọi đồng bọn, kể cả cô bạn ham học hai người cũng đếch tha mà lôi kéo cô bạn vào. Tất cả các bạn đều đi phát giấy mời cho các bạn cùng trường tham gia. Trong giờ nghỉ Kiêu Niên đang lập kế hoạch cùng Trương Siêu thì Hướng Vãn cứ đú đởn đòi xem. Kiêu Niên không cho xem thì cô liền đi ra sau anh rồi dựa sát vào vai Kiêu Niên khiến cho mặt anh dần biến sắc. Những ngày sau đó, tất cả mọi người đều chăm chỉ nghiên cứu thiết kế ra một sơ đồ hoàn hảo để tiếp bước cho kế hoạch. Những tờ giấy in kế hoạch được in ra rất nhiều, mọi người đều đi phân phát cho tất cả học sinh trong trường. Hướng Vãn cũng đi giúp sức nhưng cô không may lại va phải Bô Lão. Thầy cũng nhặt giúp cô đống giấy tờ nên nhưng may mà ông lại không phát hiện ra kế hoạch này. Kế hoạch lần này của mọi người là tổ chức lễ hội nghệ thuật. Cô Trương dẫn Hướng Vãn lên gặp thầy hiệu trưởng rồi nói về kế hoạch lần này của Hướng Vãn. Hai ngày sau khi lễ hội nghệ thuật chuẩn bị diễn ra thì trời quýt chợt đổ cơn mưa khiến cho đám Hướng Vãn hơi thất vọng. Nhưng không vì một cơn mưa mà đánh mất đi lý trí cho nên Hướng Vãn đã kêu gọi mọi người dùng ô che cho những bức tranh, còn mọi người đi đầu trần dưới mưa. Tất cả những điều trên cũng là vì không muốn cho nhà trường tu sửa lại những thứ được coi là kỷ niệm thời học sinh của mọi người. Khi thầy hiệu trưởng cùng giám đốc bộ giáo dục đi tới một nơi mà học sinh đã chuẩn bị đàn ca sẵn thì Vũ Bạch đứng ra nêu ra ý kiến riêng của mình. Mong thầy hiệu trưởng hủy bỏ kế hoạch tu sửa lại nhà trường, Kiêu Niên cũng đứng ra rồi nói thêm vào. Nhưng đời không như là mơ khi quản lý Trịnh không thể đáp ứng được nguyện vọng của nhà trường và các em học sinh. Ông chỉ hứa sẽ làm hết sức có thể để đền đáp lại những sự nhiệt tình của các em học sinh đã mang lại trong buổi trình diễn nghệ thuật hôm nay. Kết thúc buổi lễ thì Đặc Ninh đi ra rồi biểu diễn tiết mục âm nhạc mà cô đã khổ luyện suốt mấy ngày qua. Nhiều ngày trôi qua thì bây giờ cũng là lúc đội bóng rổ của Kiêu Niên bước ra thi đấu. Trận đấu bắt đầu với một khí thế nồng nhiệt, nhưng đối thủ lần này có vẻ hơi khoai khiến cho đội của Kiêu Niên ăn quả 4-0 khi mới được mấy hiệp. Bên đội trung học số 9 có vẻ như rất mạnh, ỉ to hiếp gầy khiến cho Kiêu Niên chấn thương. Cô bạn cùng lớp thấy thế liền chạy vào lớp rồi lấy đồ nghề cấp cứu, còn không quên báo tin cho Hướng Vãn rồi kéo cả cô ra xem trận đấu. Khi Hướng Vãn chạy ra thì đã thấy Kiêu Niên đứng dậy rồi chơi tiếp. Khi anh nhìn thấy cô thì đã được búp thêm 1 tỷ% công lực rồi cứ thế ghi điểm cho đội mình. Đúng là khi có tí vitamin gái vào thì Kiêu Niên khác hẳn, anh liên tục ghi điểm trước sự reo hò của cổ động viên sân nhà. Tình hình cả hai đội lúc này rất căng thẳng, tỷ số luôn đều nhau. Khi trận đấu bước vào những giây cuối cùng thì Kiêu Niên đã bộc phá hết sức mạnh của mình, ném một cú quyết định khiến cho đội anh phải giành chiến thắng với tỷ số là 60-59. Sau đó Kiêu Niên cũng được Hướng Vãn đi ra tiếp thêm cho một chai nước coi như là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Buổi tối khi cả lớp đang đau đầu với đống bài tập mà thầy giao, không ai tự tin làm được thì Hướng Vãn xung phong lên làm thử. Kết quả như thế nào thì tác giả chưa nêu ra. Khi kết thúc tiết học thì Kiêu Niên cứ nói những lời lẽ khiến cho Hướng Vãn không thèm trả lời. Cô đi đâu anh cũng bám theo và đòi Hướng Vãn đi xem cuộc thi đấu tiếp theo của mình bằng được. Ngày hôm sau thầy tiếp thêm động lực cho cả lớp để có tinh thần tốt nhất bước vào kỳ thi thử lần này. Tối đó Hướng Vãn về nhà mà cứ nhớ lại những lời nói của Kiêu Niên khiến cho cô cũng phải mỉm cười. Sáng hôm sau khi Hướng Vãn đến lớp thì đã đứng lên bục giảng tuyên bố sẽ dạy lý cho tất cả những bạn trong lớp trừ người không tham gia.
Khi thấy mấy bạn trong lớp phản đối thì Kiêu Niên đã đứng lên rồi nói ý bệnh vực Hướng Vãn. Khi hết tiết học, Kiêu Niên cũng hai anh bạn chí cốt tâm sự cùng nhau ở căng tin. Chỉ có mình Trương Siêu là ấm ức về tiết học thêm 15 phút lý của Hướng Vãn. Nghe thấy thế, Kiêu Niên liền đi vào phòng chọc rồi hỏi Hướng Vãn xem sao. Nhưng khi vào hỏi thì Hướng Vãn chỉ kể cho anh về việc cô sẽ thi vào A2, khiến cho trong lòng Kiêu Niên nảy sinh kế hoạch. Anh liền đi thực hiện luôn rồi kêu Trương Siêu cùng anh ba báo thực hiện cùng mình. Ngay 1 phút 30 giây sau thì ba người đã quay trở lại lớp học rồi đưa một tập tài liệu mật của lớp A2 cho Hướng Vãn. Cô bắt đầu học tập vắt cạn kiệt chất xám để thi đỗ A2, nhưng kết quả thi thử thì nó không được ổn cho mấy. Kiêu Niên cùng hai anh bạn thấy thế liền thực hiện một kế hoạch mới, đó là ép Hướng Vãn học bài. Kể cả lúc đi vệ sinh xong, đàn em của Kiêu Niên cũng không tha cho cô. Ngày hôm sau, Hướng Vãn đi gặp nhà bác học Vô Bạch rồi bàn chuyện linh tinh. Anh kể cho cô về việc lần trước đã dặn bố không hợp tác với tập đoàn vô danh nhưng ông Bô lại không nghe. Thấy vậy thì Hướng Vãn lại đưa ra một ý kiến rồi rời đi ngay vì còn mải học bài. Ngày hôm sau thì công ty nhà Vũ Bạch xảy ra chuyện lớn, còn ở trường thì Trương Siêu đang bị chỉ trích vì đi phá đám Đan Phượng. Mọi người bắt anh đi xin lỗi thì Hướng Vãn đứng lên nói sẽ đi cùng anh để xin lỗi Đan Phượng. Hiện giờ thì Trương Siêu đang co do cúm rúm khi đối mặt với Đan Phượng. Nhưng tình hình hiện tại thì không khả thi cho mấy khi ông bạn Trương Siêu nói cái tốt không nói mà toàn phụt ra những câu khiến cho Đan Phượng hiểu nhầm. May sao thì cuối cùng ông cậu cũng nói ra sự thật rồi cả hai đám cũng đi về, còn Trương Siêu thì bám theo Mỹ Lệ để đưa cô về. Còn Kiêu Niên cùng với Hướng Vận thì ở lại thư viện để trò chuyện, nhưng lúc hai người ra về thì trời đổ cơn mưa lớn. Thấy thế Kiêu Niên liền che ô còn kèm theo khoác áo cho Hướng Vãn đỡ lạnh. Tối về thì Hướng Vãn cũng cảm thấy động lòng khi nghe những lời nói ở thư viện của Kiêu Niên hồi nãy. Ngày hôm sau, Kiêu Niên cùng hai anh bạn rình mò ở nhà Hướng Vãn. Ba người chớp thời cơ khi cô đang chuẩn bị đi giao hàng cho mẹ thì chạy ra nói ý để xin phụ giúp một tay. Thế là ba anh thanh niên đảm nhiệm vị trí giao hàng, còn Hướng Vãn ở nhà mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau đi học thì đám Kiêu Niên nhận được một bất ngờ, A Phi đã quay lại với một mái tóc lính thủy đánh bạc. Các bạn rất vui mừng khi thấy cậu trở về, Đặc Ninh là người mừng nhất khi thấy người tình năm xưa của mình quay lại. Tất cả là nhờ có thầy chỉ giáo và khuyên ngăn lên bây giờ A Phi mới quay về. Khi ra chơi thì có một cô bạn chạy ra nhờ Hướng Vãn dạy cô mấy câu vật lý, nhưng hiện tại bây giờ cả lớp đang cần một người có năng lực hơn Hướng Vãn để chỉ dạy. Trong đầu cô liền nảy số rồi đi đến tìm Chu Thông để nhờ anh ta giúp, nhưng thái độ của Chu Thông như không muốn giúp đỡ lớp A7 nên anh ta liền rời đi. Thấy kế hoạch này không ổn nên Hướng Vãn đi về rồi bi vàng bạc lại với mấy vị huynh đài. Sau đó hai người bên phe Hướng Vãn đi tới thăm dò tình hình của Chu Thông, khiến cho cậu ta ở trong lớp làm bài mà cứ lo lắng liên tục. Về lớp, cô bạn báo tin cho Hướng Vãn nghe khiến cho cô cảm thấy rất mãn nguyện. Đang vui thì Vũ Bạch đi tới rồi đưa cho Hướng Vãn hai vé vào tọa đàm khiến cho cô rất vui vẻ. Khi Vũ Bạch về lớp thì anh không quên hỏi thăm Chu Thông thì thấy cậu ta đang miệt mài với đống bài tập trên bàn. Bây giờ thì Chu Thông mới bắt đầu nghi ngờ Hướng Vãn về những điều mà cô đang làm hiện tại. Cậu ngồi nói làm nhảm khiến cho hai người bạn bên cạnh cũng chán mà rời đi. Còn bên phía Kiêu Niên, cậu đang ngồi uống cà phê cùng Thi Vận. Chẳng là sắp tới ngày sinh nhật của Hướng Vãn mà cậu không biết mua gì tặng cô ấy. Cho nên bây giờ cậu cứ hỏi Thi Vận phải Thi Vận cho mình. Vừa hay Hướng Vãn cũng đi tới đưa cho Kiêu Niên một tấm vé đi xem tọa đàm. Vậy mà khi tan học, cô lại không thấy Niên đâu nữa. Thì ra là cậu đang đi tới một cửa tiệm bánh mà chính tự tay Kiêu Niên làm nó cho Hướng Vãn. Thời gian không còn bao lâu nữa là buổi tọa đàm diễn ra, chỉ còn Chu Thông và Hướng Vãn vẫn đứng chờ. Đến khi trời tối thì Kiêu Niên mới bắt xe tới buổi tọa đàm. Chu Thông và Hướng Vãn không đợi thêm được nữa nên đã đi vào trước. Hướng Vãn cũng lo lắng không biết hiện giờ Kiêu Niên đi đâu. Đến khi Kiêu Niên tới nơi thì bảo vệ ở đây lại không cho cậu vào trong buổi tọa đàm. Anh phải xin bảo vệ cho mình đứng nhìn vào trong một chút. Cậu vừa nhìn vào, ánh mắt cậu dường như đã trở nên say đắm, nhưng cũng chẳng thể đứng đó mãi được, nên anh đã ngồi đợi ở ngoài cho đến khi buổi tọa đàm kết thúc. Thời gian không được bao lâu thì Chu Thông và Hướng Vãn cũng đã đi ra ngoài. Kiêu Niên vừa nhìn thấy cô đã cười hớn hở. Thế nhưng anh lại bị cô ta mắng vì tới trễ có 2 phút. Đã vậy cô còn nói liên tục không để cho Kiêu Niên giải thích. Dù có lo lắng cho bạn nhưng Hướng Vãn làm vậy thì cũng hơi quá đáng. Vậy là Kiêu Niên chỉ đưa chiếc bánh cho Hướng Vãn rồi rời đi luôn. Đến cả Chu Thông cũng chán không buồn nói gì với Hướng Vãn. Cô trở về nhà cùng chiếc bánh trên tay. Về nhà thì chỉ thấy trên bàn mẹ yêu dấu của cô để lại tờ giấy có ghi là mẹ đi giao hàng nhưng sẽ quay về tổ chức sinh nhật cho con sau. Vậy là cô bây giờ cũng mới biết hôm nay là sinh nhật mình. Mở chiếc bánh ra cô liền cười thật tươi. Sáng hôm sau Hướng Vãn tới trường gặp Kiêu Niên thì cậu ấy cứ bơ cô đi. Từ chỗ để xe cho đến khi vào lớp, Hướng Vãn có dỗ dành nài nỉ thì Kiêu Niên cũng không bắt chuyện. Thế nhưng miệng anh cũng mỉm cười. Trong giờ học thì Hướng Vãn lại mải ngồi vẽ sơ đồ về doanh nghiệp Vũ Nhuận khủng hoảng. Tuy nhiên là cô lại bị thầy bắt vì không để ý tới việc học. Giờ ra chơi Kiêu Niên cũng tò mò quay xuống hỏi Hướng Vãn về thứ đó là gì.
nhưng Hướng Vãn lại đứng dậy đi sang lớp của Vũ Bạch. Chu Thông đi ra gặp thì bảo hôm nay Vũ Bạch ngủ rồi. Chu Thông đi vào lớp định đem gì đó cho Hướng Vãn xem thì Kiêu Niên lại đi ra hỏi cô. Cô chỉ coi Kiêu Niên như một đứa trẻ con không hiểu gì nên cô cũng chẳng bận nói cho Kiêu Niên biết. Thanh niên lại giận dỗi rời đi. Ở bên phía công ty nhà Vũ Bạch thì ông bố của cậu đang bị đau đầu bởi công ty gặp chuyện. Hồi trước con trai ông có nhắc nhở rồi mà không tin. Cho đến bây giờ ông ta cũng không nghe lời mà cho người đưa Vũ Bạch về. Vũ Bạch rất muốn giúp đỡ công ty thông qua Hướng Vãn. Tuy nhiên ông chỉ muốn Vũ Bạch chỉ chú tâm vào việc học. Ông đã rất tức giận quát vào mặt cậu. Buổi tối tan học, Kiêu Niên đi cùng Hướng Vãn tới nhà Vũ Bạch chơi. Cũng chủ yếu là để cô bàn chút chuyện về công ty của Vũ Bạch. Cả ba người đang ngồi cùng nhau thì Kiêu Niên cứ hỏi Hướng Vãn liên tục. Mà Hướng Vãn thì đang nhớ về chuyện tương lai, thế nhưng Hướng Vãn mãi không nhớ ra điều gì ngày hôm đó. Khi cô đang ngồi xem lại hồ sơ của công ty Vũ Nhuận, thế nhưng cô vẫn dặn dò Vũ Bạch được vài điều. Sau đó Kiêu Niên và Hướng Vãn lại cùng nhau trở về. Sau nhiều lần Kiêu Niên thấy Hướng Vãn có dáng vẻ nắm chắc hết mọi chuyện, cho nên bây giờ Kiêu Niên cũng tin là cô trở về từ tương lai. Ngày hôm sau Hướng Vãn ở trong trường lại cùng đi ra ngồi tâm sự cùng Vũ Bạch, vẫn là về câu chuyện công ty của nhà cậu ấy. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì ông cãnh Kiêu Niên xuất hiện. Bởi vì bố Vũ Bạch đang khó nhưng lại không nghe những gì Vũ Bạch nói, cho nên họ đang bàn chuyện sẽ lên kế hoạch tiếp cận bố Vũ Bạch và tìm luật sư có thể giúp cho ông. Tan làm thì Vũ Bạch Hướng Vãn hẹn gặp luật sư ở quán cà phê. Trên người cô thì đang mặc chiếc áo blazer trông như một nữ doanh nhân thành đạt, thế nhưng cái outfit ở phía bên dưới nó lạ lắm. Còn Kiêu Niên cùng hai người bạn thì đang cố gắng đưa bố Vũ Bạch tới gặp luật sư Chu. Cả ba người cứ giằng co với nhau mãi cuối cùng thì cũng đưa ông tới gặp Vũ Bạch. Phải khó khăn lắm thì ông mới quyết định ngồi lại nói chuyện cùng con trai, cũng đều là do những lời nói của Hướng Vãn thuyết phục ông. Sau đó hai bố con họ cùng đi ra nói chuyện riêng. Phải nói rất nhiều điều thì ông mới ngộ nhận và cũng đồng ý tới gặp luật sư Chu. Hướng Vãn thấy bước đầu đã thành công cho nên cô lại cùng Kiêu Niên đi ăn. Chầu ăn hôm nay cũng là Hướng Vãn bao. Trong bữa ăn thì Kiêu Niên vui mừng khi được nhận báo cáo ước mơ làm phi hành gia của Hướng Vãn tìm hiểu cho cậu. Hướng Vãn còn nhắc nhở Kiêu Niên phải biết giữ gìn sức khỏe. Đã vậy bản báo cáo thực tiễn này cô đã tìm hiểu mất 2 ngày 1 đêm. Kiêu Niên lại càng thêm bất ngờ mà vui mừng hơn. Ở bên phía hai bố con Vũ Bạch thì ông cũng hợp tác với luật sư Chu suôn sẻ. Mà Hướng Vãn và Kiêu Niên vừa ăn xong thì lại đi chơi bóng rổ. Cậu còn bắt tay cô để dạy chơi bóng. Khi tay chạm tay khiến cả hai người rất bối rối, ném được vài quả thì Hướng Vãn lại chán không chơi nữa. Vậy là cô đi ra ghế ngồi. Còn Kiêu Niên thì kể vì sao cậu lại có ước mơ là làm phi công. Cậu cũng cảm ơn cô vì đã vạch ra con đường cho cậu, trở về lớp 12A2. Thầy Lưu thông báo cho cả lớp có một bạn sắp chuyển lớp, đó chính là Trần Thi Vận, bởi vì đợt thi vừa rồi. Cô đạt được điểm số không được đạt mục đích của cả lớp. Còn bên phía lớp 12A7 thầy thông báo Nam Hướng Vãn đã xếp thứ 50 của cả khối. Cả lớp đều rất vui mừng cho cô, như vậy là cô cũng đủ thành tích để chuyển sang lớp A2 rồi. Tuy nhiên một chuyện xui rủi không ai muốn xảy ra. Đó chính là có một bạn bên lớp A6 cũng cùng hạng với Hướng Vãn, mà thành tích tích lũy của bạn đó nhiều hơn cô. Cho nên cô lại không được chuyển sang lớp A2 nữa, cả lớp đều không đồng tình và bức xúc, mà Hướng Vãn cũng buồn bã rời đi. Bảo sao mà khi thầy đọc thông báo này vẻ mặt của thầy không được vui cho lắm, tan học Hướng Vãn lại đi ăn cùng Kiêu Niên. Thay vì buồn bã khóc lóc thì cô lại ăn còn nhiều hơn bình thường để giải tỏa stress, sau đó cô còn đi chơi ném bowling. Kiêu Niên không ngờ được là cô lại chơi bowling đỉnh cao như vậy, vậy mà tâm trạng của cô tốt hơn thật. Ngày hôm sau thầy dẫn Thi Vận sang lớp A7 để học. Tuy nhiên vào lớp học Thi Âm chẳng nói một lời nào đến cả lời chào cũng không có. Giờ ra chơi, Thi Vận đang đứng buồn một mình thì Kiêu Niên đi tới. Cậu cứ hỏi cô câu nào là cô lại cáu, còn đuổi cậu đi để cô một mình yên tĩnh. Trong giờ học thì Thi Vận bị thầy mắng bởi vì cô không chú tâm vào bài tập. Kiêu Niên lại càng cảm thấy lo lắng hơn, cho nên giờ ra chơi tiếp theo Kiêu Niên lại đi ra hỏi Hướng Vãn dò thám Thi Vận giúp mình. Vì dù gì con gái với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Buổi tối Thi Vận trở về nhà thấy bố mình đang nói chuyện điện thoại với bồ. Thì ra là bố cô dạo này có một người phụ nữ mới. Bảo sao mà Thi Vận dạo này học hành rất suy sụp. Sáng hôm sau Thi Vận không đi học mà đi theo dõi bố cùng tình nhân, mà người phụ nữ đó lại chính là mẹ của Kiêu Niên. Trong lúc Thi Vận đang ngồi ghế uống rượu thì đột nhiên Kiêu Niên đi tới, Thi Vận cũng không thể giấu chuyện được mãi. Cho nên cô đã cho Kiêu Niên xem hình ảnh bố mẹ hai người tình tứ với nhau. Kiêu Niên trở về nhà buồn bã mà cậu cũng không tức giận gì mẹ. Cậu chọn cách là nhắc tới Thi Vận với mẹ, bà mẹ cảm thấy cũng nên phải nói chuyện tình của mẹ với bố Thi Vận rồi. Ngày hôm sau ở căn tin trường học, Kiêu Niên ngồi nói chuyện cùng Hướng Vãn. Hướng Vãn chỉ cần nhìn thái độ của Thi Vận và Kiêu Niên vậy mà cũng đoán ra một người bố mẹ hai bên yêu hận tình thù. Hướng Vãn liền khuyên Kiêu Niên vẫn phải thân thiết với Thi Vận. Tan học cậu đưa cơm hộp mà mình tự làm cho Thi Vận thì cô ấy lại không nhận. Kiêu Niên lại tức giận rời đi, cho nên Hướng Vãn phải ở lại nói chuyện cùng Thi Vận.
Không bao lâu thì Hướng Vãn cũng đã trở về nhà. Sau ngày hôm nay là những chuỗi ngày Hướng Vãn được nghỉ lễ, cho nên cô ở nhà không học bài thì phụ mẹ gấp quần áo và giặt quần áo thay mẹ. Buổi tối cô mới ngồi làm bài tập, ngày nào cũng như vậy cho đến ngày 30 Tết. Trong lúc Hướng Vãn đang dán trang trí Tết thì Hướng Vãn nhận được cuộc gọi chúc mừng năm mới từ Vũ Bạch. Đồng thời là nhận được tin tốt từ việc công ty của bố Vũ Bạch đã được ổn định và cả Vũ Bạch cũng được thực hiện được ước mơ của mình. Cũng đều là có công lao của Hướng Vãn, ở bên phía nhà Kiêu Niêm còn có cả hai bố con Thi Vận. Cũng chính ngày hôm nay Thi Vận cũng chấp nhận hai phụ huynh yêu nhau. Và bố Thi Vận cũng đã thừa nhận chuyện đã ly hôn mẹ Thi Vận từ lâu, về sau cả hai đứa con phải ngồi ăn cơm chó của bố mẹ. Hai người vì không muốn làm bóng đèn nên đã đi xuống dưới nhà đi dạo. Thật ra Thi Vận chỉ giận bố về chuyện ông đã giấu chuyện ly hôn với mẹ. Và cả những điều Hướng Vãn đã tâm sự và khuyên nhủ Thi Vận lúc trước đó đã khiến cho Thi Vận thông suốt. Nhắc đến Hướng Vãn thì Kiêu Niên lại gọi điện chúc mừng năm mới với cô ấy. Anh còn nhắc nhở cô khi học hành phải biết giữ gìn sức khỏe. Kỳ nghỉ lễ cũng đã kết thúc, cả trường học bây giờ mọi người đều đang rất nhộn nhịp. Còn Kiêu Niên và Trương Siêu hiện giờ phải dọn đồ bóng rổ ở trường, bởi vì họ sắp thi đại học và rời xa ngôi trường trung học rồi. Hai người họ vẫn còn đang rất nuối tiếc nơi này, ra tới cửa còn được thầy giáo và các đệ tử đứng ở phía bên ngoài động viên cổ vũ cho kỳ thi đại học. Sau đó Kiêu Niên lại đi tìm Hướng Vãn khắp nơi ở trường, hiện giờ cô đang ngồi học ở nơi yên tĩnh. Trước khi thi tốt nghiệp cô còn được mẹ chuẩn bị cho những món ăn dành riêng cho thi tốt nghiệp, Kiêu Niên còn được cô đút cho uống canh bổ. Chuẩn bị kỹ cho thi đại học như vậy, Kiêu Niên còn chuẩn bị cả sơ đồ quãng đường đi của trường đại học tương lai, trở về lớp học. Trên bàn của ai cũng đều có bóng bay, ở trên đó là ghi những ước mơ của mọi người để thả lên trời, còn thầy thì chuẩn bị cả chiếc máy bay to chà bá. Buổi đại hội tư thể dành cho các bạn khối 12 đang được diễn ra, thầy hiệu trưởng và cô Trương sẽ đứng ở bên trên động viên các em cho kỳ thi tốt nghiệp. Sau đó là mọi người sẽ thả những quả bóng bay lên trời. Đó cũng chính là những điều ước của các bạn được bay cao bay xa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian cho kỳ thi hiện giờ còn 86 ngày. Ngày hôm nay cả lớp 12A7 được nghe tin Nam Hướng Vãn được chuyển sang lớp 12A2 học. Lớp của các bạn học sinh giỏi ở đó, mọi người ai nấy đều cũng vui mừng cho cô. Giờ ra chơi thầy liền đi ra chỗ Hướng Vãn hỏi quyết định của cô như thế nào. Thì quyết định của cô đó chính là không chuyển sang lớp khác. Ngay lúc đầu cô ấy đã cố gắng hết mình để chuyển sang lớp A2. Vậy mà bây giờ cô quyết định ở lại là bởi vì không muốn rời xa lớp A7 và càng không muốn xa với Kiêu Niên. Mới đầu Kiêu Niên tức giận mắng Hướng Vãn, thế nhưng lại cứ cười tủm tỉm ngay sau đó. Buổi tối Kiêu Niên nằm ở nhà lại nhớ bóng dáng của Hướng Vãn. Sáng hôm sau cậu quyết định gặp mang sách vở cho cô ý muốn để cho Hướng Vãn sang lớp A2 học tập. Đồng thời cùng mấy bạn cũng ủng hộ tinh thầy. Mọi người đứng hát một ca khúc chào tạm biệt với cô khiến cho cô vô cùng xúc động. Có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên cô khóc trước mặt các bạn. Đồng thời Kiêu Niên phải đẩy cô thì cô mới chịu đi. Trước khi vào lớp A2 cô còn được Vũ Bạch đi ra chào đón. Khi cô ngồi vào lớp được một lúc thì mới ngưng được nước mắt. Sau đó cô quyết định đổi sang chỗ hai bạn học sinh thủ khoa trường ngồi học, giờ ra chơi. Kiêu Niên lại đứng chờ cô sẵn ở bên ngoài. Cậu còn mang món mà cô thích ăn. Khi hai người đứng cạnh nhau nói chuyện trông cứ như là một đôi đang yêu nhau vậy. Một lúc sau Hướng Vãn mang đồ ăn vào lớp ăn rất ngon miệng và vui vẻ. Trở về lớp học là các bạn lại phải làm đề thi thử. Hướng Vãn cũng cảm thấy đau đầu phết rồi đây. Ngày hôm sau, Hướng Vãn vừa tới trường học thì có anh bạn Kiêu Niên đi bên cạnh chia sẻ những chuyện trên trời dưới biển. Xong rồi bắt đầu những chuỗi ngày ôn thi. Nay đã được nửa tháng Hướng Vãn chuyển lớp rồi mà Mỹ Lệ vẫn tưởng chừng như Hướng Vãn đang ở cạnh. Buổi tối Hướng Vãn trở về nhà trong tư thế ăn cũng chán nản và uể oải. Ngày hôm sau Hướng Vãn ở trên lớp còn thi đấu làm bài cùng thủ khoa số 1 toàn trường Chu Thông. Mọi người đều rất bất ngờ khi Hướng Vãn đã giành chiến thắng, thế nhưng cô lại ngất lịm đi ngay. Mọi người vô cùng lo lắng nên cũng lập tức đưa cô tới bệnh viện. Ở trong bệnh viện Kiêu Niên thì đang đứng đợi phiên khám. Nhưng khi cậu thấy Hướng Vãn thì liền chạy tới cùng cô. Khi cô thức dậy thì lại đòi đi về ngay, bởi vì muốn xin giấy khám sức khỏe cho Kiêu Niên. Vừa chạy ra hỏi giấy khám sức khỏe thì người ta bảo là đến sang năm mới có. Vậy là Hướng Vãn lại phải dùng tuyệt chiêu lấy lòng thương cảm của người khóc. Giả vờ khóc lóc đáng thương để cho người ta cho giấy khám sức khỏe. Lúc này cậu cũng bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng thì người ta cũng cho hai người họ cơ hội. Một lúc sau hai người họ lại quay về trường học, mỗi người về một lớp học khác nhau. Tuy nhiên trong lòng hai người họ lúc nào cũng gần gũi. Ngày hôm sau Hướng Vãn lại trở về lớp A7. Bởi vì cô không quen với việc học của lớp các bạn học sinh giỏi, khi cô trở về lớp thì ai nấy cũng đều bất ngờ và có động lực học tập hơn. Ai cũng đều hoan nghênh sự trở lại của cô, đặc biệt là Kiêu Niên, từ giờ cậu không còn phải cô đơn nữa rồi. Mà Mỹ Lệ cũng vui hơn rất nhiều, mọi người lại tiếp tục những chuỗi ngày luyện để chăm chỉ. Vào một ngày đẹp trời, Nam Hướng Vãn được nhận một tin vui là cô được vào danh sách hợp cách của cả khối. Ai cũng đều vui mừng thay cho cô mà cũng là gương mặt sáng giá của lớp. Buổi tối thầy lại cùng tâm sự với cô Trương về chuyện xung quanh Vam Hướng Vãn.
cả hai thầy cô còn ngồi uống trà sữa cùng nhau, xem ra hai người này đã thân nhau hơn ngày trước rồi. Tuy là giáo viên nhưng ngày trước hai người họ cứ như tình địch của nhau vậy. Mới đầu cô Trương còn không đồng ý cho thầy Uông làm giáo viên chủ nhiệm. Ngày hôm sau, Hướng Vãn ngồi nói chuyện cùng Kiêu Niên ở trên lớp thì cả hai lại xảy ra cuộc cãi vã, khiến cho cô phải tức giận đi ra ngoài. Kiêu Niên bèn phải chạy theo dỗ dành, cậu còn đem cả bánh cho cô ăn. Vậy mà cô Trương lại nhìn thấy cảnh này. Ngày hôm nay mẹ Hướng Vãn cũng đi tới gặp cô Trương nói chuyện. Sau khi người mẹ từ trong phòng giáo vụ đi ra thì liền nhắc nhở Kiêu Niên không được ở gần Hướng Vị nữa. Bà còn kéo Hướng Vị đi ra nói chuyện riêng, cậu ấy buồn bã, buổi tối đành phải chơi bóng rổ để đầu óc không phải suy nghĩ tới những chuyện ngày hôm nay mẹ Hướng Vãn đã nói lời không hay với đậu. Ngày hôm sau là ngày tuyển sinh tự do, bởi vì Hướng Vãn lo sợ Kiêu Niên bị đám côn đồ đánh nên đã bỏ lỡ buổi tuyển sinh tự do đi tìm Kiêu Niên. Cô vừa gặp được cậu thì liền vội xem người cậu có bị vấn đề gì không, nhưng may là Kiêu Niên không bị chấn thương. Tuy nhiên là Hướng Vãn bị mắng cho một trận vì cô bỏ lỡ cơ hội tuyển sinh tự do. Cả hai đang đứng cãi nhau về vấn đề đó thì đám côn đồ chạy tới đuổi hai người. Thế nhưng cuối cùng thì đám côn đồ kia bị cảnh sát tới bắt đám người họ đi. Một lúc sau thì cô Trương và thầy lo lắng chạy tới. Cũng may mắn là hai bạn học sinh không xảy ra vấn đề. Quay trở về trường học, các bạn lại tiếp tục những chuỗi ngày ôn thi. Thời gian còn chưa đầy một tháng là mọi người đến kỳ thi đại học rồi. Thế nhưng dần dần thấy ai cũng đều ủ rũ. Có cả những bạn đã khóc rất nhiều vì lo lắng sợ hãi. Lúc này Mỹ Lệ đột nhiên chạy ra ngoài rồi đứng khóc một mình. Còn Hướng Vãn thì vẫn đang trong lớp chỉ bài cho Kiêu Niên. Mỹ Lệ khi quay trẻo về lớp thì phát hiện bình nước của mình dạo này nó không bao giờ hết. Thì ra là do Trương Siêu đã âm thầm rót nước cho cô ấy. Giờ tự học buổi tối, Kiêu Niên liền quay xuống bàn Hướng Vãn cho cô nghe nhạc cùng mình để bớt căng thẳng. Đến bài hát của Đặc Lệnh thì cậu quyết định bỏ tai nghe ra, bật âm lượng thật lớn cho các bạn nghe. Thầy ngồi bên trên còn cố tình vứt bút ra ngoài, sau đó thầy còn đem cả chiếc loa lên, ai nấy đều cũng bất ngờ. Khi thầy rời đi thì Kiêu Niên cũng quyết định lên cắm nhạc vào chiếc loa, vậy là cả trường đều nghe thấy, cho đến cả phòng của thầy hiệu trưởng. Dù vậy nhưng các bạn đều cảm thấy thoải mái hơn và chiêu theo điệu nhạc, bao nhiêu mệt mỏi ủ rũ đều tan biến. Cả thầy cô cũng đều đồng cảm với các bạn học sinh, cả khối 12 ai cũng đều hát theo điệu nhạc. Những tinh thần quyết tâm thi đại học của các bạn cũng bừng tỉnh. Sáng hôm sau, lớp 12A7 được thầy chia sẻ bao nỗi niềm và làm thêm động lực cho cả lớp. Đây cũng là lần đầu tiên thầy làm giáo viên chủ nhiệm. Lớp 12A7 cũng là lớp đầu tiên của thầy. Thầy không ít lời khen ngợi tất cả các bạn. Trong mắt thầy luôn luôn là như vậy. Mặc cho trò của thầy có nổi loạn đến mức nào thì thầy vẫn quý mến các bạn. Các bạn cũng đều rất xúc động nghe những gì thầy nói và truyền đạt lại. Khóe mắt của thầy cũng không kém phần đỏ sóng lên. Hôm nay là tiết học cuối cùng của thầy với các bạn rồi. Sau đó thầy còn mặc trên mình bộ đồ Pikachu khiến cho các bạn vừa khóc vừa cười. Những kỷ niệm của thầy và các bạn học sinh đều ùa về. Tất cả các bạn đều thanh em yêu thầy. Mà cũng không có bạn nào kìm nổi nước mắt. Tan học là Kiêu Niên lại đưa Hướng Vãn về nhà, về tới trước cửa nhà cô. Kiêu Niên liền nói cảm ơn với cô ấy. Cảm ơn vì đã trở thành bạn học của cậu, vì đã giúp cậu trở lại đội bóng rổ và cũng giúp cậu tìm thấy được mục tiêu. Kiêu Niên còn định tỏ tình cô nhưng lại ngập ngừng chẳng dám ngỏ ý. Kiêu Niên trở về nhà tiếp tục cố gắng chăm chỉ ôn thi. Ngày hôm sau cậu định chuồn đi sang nhà Hướng Vãn thế nhưng lại bị mẹ đùn vào ôn thi. Còn Hướng Vãn thì đang mặc váy xinh đẹp đi ra ngoài để gặp Kiêu Niên thì lại đụng mặt Mỹ Lệ. Thế là cô lại phải đưa Mỹ Lệ đi cùng. Kiêu Niên thì vẫn chưa qua được cửa ải của mẹ để chuồn ra ngoài. Thế nhưng thanh niên vẫn quyết định đi ra ngoài mặc kệ mẹ. Hiện giờ Mỹ Lệ và Hướng Vãn đang ngồi tâm sự về chuyện học hành và cả những câu chuyện gia đình của hai người họ. Bởi vì Mỹ Lệ đang lo lắng về chuyện thi cử. Sau khi trò chuyện cùng Hướng Vãn xong thì cô cũng đỡ đi phần nào lo lắng. Còn Kiêu Niên cũng đã tới tiệm cà phê và gọi sẵn đồ uống cho cả Hướng Vãn rồi. Trong lúc ngồi cậu còn chỉnh đi chỉnh lại vị trí cốc cà phê, thế nhưng khi Hướng Vãn đến thì không thấy cậu ấy đâu, chỉ có một tờ giấy được ghi lại để trên bàn. Hóa ra là thanh niên đang đứng ở bên đường, buổi tối hai người họ cùng nhau đi tới thư viện ngồi cho yên tĩnh, lúc trước khi về họ còn lo lắng cho nhau nhắc nhở đi đường về cẩn thận. Ngày hôm sau là ngày thi đại học, Hướng Vãn đang định đi vào thi thì đột nhiên thấy có một vụ tai nạn, mà người đó lại chính là Kiêu Niên, tuy nhiên bảo vệ không cho cô ra ngoài bởi vì cũng sắp đến giờ thi rồi, ngồi trong giờ thi. Hướng Vãn cảm thấy vô cùng lo lắng và hồi hộp, mắt luôn hướng nhìn về phía đồng hồ, ngồi làm bài thi nhưng trong đầu cô toàn viễn cảnh hình ảnh Kiêu Niên đang trong tình trạng hôn mê. Sau đó khi chưa làm xong bài thi thì cô cũng bị ngất, giáo viên cũng liền đưa cô tới bệnh viện. Khi Hướng Vãn mở mắt ra thì đã trở về với thời gian hiện tại, tiếp tục trở về là một nữ giám đốc. Cô tới công ty với một phong thái rất kiêu ngạo và đầy hãnh diện. Trong lúc cô vừa ngồi văn phòng được một lúc thì Mỹ Lệ cũng đi tới. Nghe Mỹ Lệ nói trên mặt cô đầy nếp nhăn thì liền hốt hoảng đi soi lại mình trong gương ngay. Buổi tối là cô lại đi họp lớp, vừa tới một nhà hàng thì cô được gặp Vũ Bạch, bây giờ anh ấy cũng đã trở thành giám đốc của công ty Vũ Nhuận.
Cả lớp thời cấp 3 của cô ở đây đều rất vui vẻ, còn có cả các thầy cô. Bây giờ cả lớp ai cũng có đôi có cặp, mãi về sau một người đặc biệt nữa mới tới đây. Đó chính là Kiêu Niên. Hiện giờ anh đã trở thành một phi công vô cùng đẹp trai. Điều đặc biệt nữa là Hướng Vãn và Kiêu Niên. Họ đã trở thành người yêu của nhau từ hồi còn học cấp 3. Và bộ phim đến đây cũng kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay đừng ngần ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.